Chào anh Trung Anh. Lâu lâu Dương Vi hôm nay mở live nói về cái đề tài mà cả thế giới giờ đang dõi theo đất nước Việt Nam của chúng ta, từ các lãnh đạo của các nước lớn cho đến báo chí truyền thông của các nước trên thế giới và các tạp chí lớn nổi tiếng trên thế giới cũng đều đưa tin về cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong Un tại Việt Nam vào 27-28 tới đây. Mà hôm nay ông Kim Jong Un đã trên đường từ nước Triều Tiên sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Đấy. Vâng, Dư Vi một lần nữa xin kính chào tất cả mọi người. Chào Nguyễn Một, chào Tài Nguyên, chào Nguyễn Trì, chào Trung Anh. Anh Tài Nguyên ơi, bởi vì em cũng ít lên live bởi bận, thời gian này bận quá. Với lại cũng ít theo dõi được các diễn đàn của anh chị em. Chắc phải đến tầm tháng 3 hoặc là 30 tháng 4 này, Dương Vy mới có thời gian, lúc đó thì sẽ like nhiều hơn. Chào rồi Ken Nguyễn. Chửi đám ba sọc nhiều ấy, bọn nó hay zip nick cho nên là không có camera, với là không mời được khách mời. Hôm trước vừa vào chọc AQ một chút thôi, trong vòng chưa đầy 5 phút hắn đã zip nick và mất cái lick kê rồi. Đó. Đúng vậy, Dương Vy ở Hàn truyền thông nói cả ngày đá giá. Vâng, Hàn Quốc nó cũng nói về cái vấn đề này, mà bên Mỹ các tạp chí lớn người ta cũng nói về cái việc cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo đối đầu với nhau mấy thập niên, từ thập niên 50 của thế kỷ trước cho đến bây giờ, năm 60 năm. Và cả thế giới người ta cũng kỳ vọng nhất với cuộc gặp thượng đỉnh này, bởi vì sẽ đem lại cái sự hòa bình và ổn định cho khu vực cũng như trên thế giới, đặc biệt là cái việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Chào Vô Thường, chào Hoàng Chí. Dương Vy đợi nhiều nhiều người vào chút, lát nữa có ba que lên Dương Vy sẽ mời mọi người lên đam chầu. Mọi người hộ Dương Vy chia sẻ, Dương Vy ra đây có chút việc.
Nguyễn Lan, chợ Thanh Huyền. Mọi người ăn cơm tối chưa? Chào Tuấn Trần. Tuấn Trần có khỏe không? Tuấn Trần ơi. Nguyễn Văn Hưng. Em ăn cơm rồi Nguyễn Văn Hưng ạ. Anh Nguyễn Văn Hưng có khỏe không? Hôm nay chủ nhật cuối tuần nên là mọi người chắc ăn cơm muộn. Giờ đang một số đang nấu cơm, một số thì đang ăn cơm. Hôm nay Dương Vi Live ý chủ đề là các nước, lãnh đạo các nước trên thế giới cũng như các tờ báo của các nước trên thế giới đang dõi theo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta trong cái thời gian này, đặc biệt là vào những ngày cuối tháng này, có nghĩa là tâm điểm từ ngày mai khi Kim Jong-un trực tiếp gặp Chủ tịch Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Việt Nam. Tiếp đến là ông Donald Trump đến Việt Nam. Sau đó Việt Nam sẽ tổ chức cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo đối đầu nhau hàng mấy chục năm qua, từ thập niên năm 50 của thế kỷ trước cho đến nay. Cháu Hưng Đồ. Cái việc mà Tổng thống Donald Trump với là Kim Jong Un gặp nhau tại Hà Nội đấy là một cái việc rất là tốt cho Việt Nam, mà để cho tất cả các nước trên thế giới hầu như hơn 180 mấy gần 200 quốc gia đều biết đến Việt Nam là một nước như thế nào. Mà trong năm 2018 cái tốc độ tăng trưởng GDP 7,08%, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về tốc độ phát triển kinh tế, tăng trưởng GDP ấy, thì đấy cũng là một cái tín hiệu rất là mừng. Đấy. Chào chị An Ninh Nguyễn. Chị khỏe không chị An Ninh Nguyễn ơi? Chào Vô Thường. Vâng, Việt Nam nếu mà không có những cái kẻ dân chủ cuội với là những cái đám gọi là tri thức kiểu nửa giờ hơi ăn cắm lợn như cái đám Chu Hảo, Nguyên Ngọc ấy, cùng với Nguyễn Quang A,
thì đất nước Việt Nam sẽ rất là bình yên. Đấy. Cộng thêm với cái đám Việt Tân Dân Chủ Quậy kia là nó lúc nào cũng muốn xáo trộn cái tình hình an ninh chính trị, cái cuộc sống xã hội bình yên của người dân lên. Đấy. Sao chị lại ốm rồi, ốm uống thuốc nha chị An Y Nguyễn nha. Bọn chúng á, về cái đài phản động như là Chân Trời Mới Media này, cùng với cái tin mừng cho người nghèo của bọn Việt Tân này, trang báo của Việt Tân, chúng đều đồng loạt đưa cái tin là 100 trí thức người đứng đầu là Nguyễn Quang A viết thỉnh nguyện thư gửi đến Tổng thống Donald Trump. Đấy. Nhưng cái đám đó có biết cái việc Donald Trump đến Việt Nam là mục đích gì? Đấy. Mà cả thế giới bây giờ người ta đang hướng về Việt Nam, muốn bắt tay hợp tác với Việt Nam, ngay kể cả Nga là một nước cũng có cái hướng gọi là xoay trục sang các nước ở khu vực Đông Bắc Á, trong đó Việt Nam là nước mà được quan tâm nhiều nhất. Mà nước Mỹ cũng vậy, từ năm 2016 đã xác định xoay trục từ châu Âu sang khu vực châu Á Thái Bình Dương để phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Đấy. Chào Lê Thị Hằng Phong. Vâng, bọn đó quá khùng mà. Bọn chúng khùng vì ngáo chính trị, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ấy, nhằm thành lập một đảng phái khác để chống đối lại cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà đất nước Việt Nam của chúng ta chỉ có duy nhất một đảng lãnh đạo, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Người dân chúng ta không chấp nhận một đảng khác đứng lên nắm quyền thay nhân dân lãnh đạo. Đấy. Mà với cái cuộc sống bình yên của người dân như vậy, cái tốc độ tăng trưởng kinh tế như thế, mà các nước ở trên thế giới người ta cũng muốn hợp tác với Đảng Cộng sản, với nước Việt Nam chúng ta như vậy, thì hà cớ chi chúng ta phải nghe theo cái đám Dân Chủ Quậy, đám Việt Tân, đám Ba Sọc ở hải ngoại. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Chào Sơn Thủy. Đấy, nhiều người ấy, người ta nghe theo cái đám Dân Chủ Quậy, cái đám Ba Sọc Việt Tân, cái vụ 10 tháng 6 2018 ấy, thì cái việc đó chính bọn chúng đã tự đánh mất cái cuộc đời mình, thậm chí ngay cả lý lịch con cái về sau cũng có một cái vết nhơ mà Dư Vi cũng làm like, nhiều cái like cũng nói đến rồi. Thì sau này ấy, đi làm ngay cả công ty đơn thuần ấy, người ta xem cái sơ yếu lý lịch đời cha như thế, đời con chắc chắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, nên thường thường hay chống đối cả cái ban lãnh đạo công ty hoặc là công ty. Đối với đất nước Việt Nam chúng ta thì tuy rằng nói là hoàn hảo thì chưa hoàn hảo, nhưng ngược lại cho được người dân có một cái cuộc sống bình yên, ấm no, tự do và hạnh phúc như vậy thì Dương Vi cảm thấy rất là mãn nguyện. Dương Vi chỉ là một người nông dân ở vùng cao thôi, nhưng Dương Vi cảm thấy rất là thoải mái, được tự do, muốn làm gì làm. Nhưng lưu ý là làm cái gì cũng phải trong cái khuôn khổ của pháp luật. Đấy. Đặc biệt là cái quy ước, hương ước của thôn bản làng xóm, chính quyền địa phương và nghị quyết của hội đồng nhân dân các cấp đưa ra thì chúng ta tuân thủ pháp luật như vậy thì sẽ góp phần bảo vệ ngay chính cái gia đình chúng ta, bảo vệ
cả cái làng bản quê hương hàng xóm mình đấy. Chào anh Minh Vũ. Anh mất nick liên tục nhỉ anh Minh Vũ nhỉ? Anh ăn cơm chưa anh Minh Vũ ơi? Chào anh. Có hai ba người đâu có cả nhà anh. Chào chị Liên Nguyễn. Chị có khỏe không chị Liên Nguyễn ơi? Chị ăn cơm chưa? Ở trên Hà Giang quê em lạnh lắm. Nhiệt độ tối xuống 13 độ. Chị Ngọc Nhiên đang ở bên Singapore. Đang like. Đấy, đất nước Việt Nam không phát triển được thì làm gì có nhiều người đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới đấy. Như chị Thái Ngọc Nhiên đang đi Singapore, Duy Nguyễn thì vừa đi Mỹ về xong lại giờ sang Thái Lan, ít nữa lại sang châu Âu, sang Trung Quốc. Mà chỉ có đại gia Duy Nguyễn mới đi được các nước như ở bên Mỹ. À, xong các nước ở châu Âu cái giá cả du lịch rất là đắt, đắt nhất vẫn là bên Mỹ này, đặc biệt là New York, sau là các nước ở châu Âu đấy. Việt Nam là cái mức du lịch là rẻ nhất, tính trung bình rẻ nhất là phải Hà Nội, cả tiền thuê trọ các thứ đi được tour ở Hà Nội có 400.000 một người một ngày thôi. Đấy. Thành phố Hồ Chí Minh nó vào rơi vào hơn 500. Như vậy thì quá rẻ so với các nước ở châu Âu và Mỹ. Thái Lan thì cũng khá là đắt so với Việt Nam. Chào anh trai KTV. Sao anh không về nước anh KTV? Anh về nước ăn Tết không về. 30 tháng 4 anh về đi. Vâng, vô thường anh ở ra. Hà Giang nơi địa đầu Tổ quốc, đến là Móng Cái đâu núi Cà Mau. Ngày trước ở Móng Cái người ta nói Móng Cái địa đầu Tổ quốc, nhưng mà bây giờ thì Hà Giang cái cột cờ Lũng Cú Đồng Văn á, nó là nơi cao nhất nhọn nhất của bản đồ Việt Nam, nó là cái địa đầu Tổ quốc. Đó đấy là mũi Cà Mau.
Mà chuyến này á, 30 tháng 4 Dương Vy nghỉ, có khả năng đi vào trong Nam, đi Cà Mau chơi cũng nên. Nhưng mà chắc chắn là sẽ vào Nam. Nào ông bác Trần Siêu cho uống nước lọc. Còn việc mà cái đám dân chủ cuội, cái đám Việt Tân á, bà Sọc nó kêu gọi xuống đường biểu tình vào ngày 27, 28 tới ngày tại Hà Nội, thì mọi người cứ yên tâm một điều rằng cái việc đó không bao giờ thực hiện được và không bao giờ xảy ra. Bởi vì cái lực lượng an ninh của Hà Nội ấy, tất cả các lực lượng vũ trang được túc trực 24 trên 24 đấy. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái lực lượng tinh nhuệ nhất các đơn vị ở Hà Nội được tung ra, 95% quân số là lực lượng tinh nhuệ nhất để đảm bảo giữ vững cái an ninh trật tự. Nếu mà bọn chúng ấy dám mon men, chỉ có gây cái gì cản trở một chút thôi thì sẽ bị bắt tống giam ngay hoặc là bị xử lý ngay. Cái đợt mà thủ tướng bên Canada đi dạo bờ hồ, các vị không biết, mọi người chắc không biết được cái tin này đâu. Sau khi thủ tướng Canada đi dạo quanh bờ hồ xong á, thì lực lượng đặc công nước mới nhoi ở cái hồ lên. Điều đó khẳng định rằng lực lượng tinh nhuệ của Việt Nam rất là giỏi để đi bảo vệ những nhà lãnh đạo các nước ở trên thế giới đến Việt Nam. Ngay cả cái hội nghị thượng đỉnh cấp cao G20 tại Việt Nam năm 2018 ở Đà Nẵng vậy. Lực lượng được tung ra rất là tinh nhuệ, rất là đặc biệt. Phòng chống khủng bố đủ mọi thứ và cái tình huống giả định được diễn tập làm như thật đấy, đã khẳng định rằng đây là một cái nước Việt Nam ổn định và lực lượng an ninh chuyên trách cũng giỏi và đặc biệt là giỏi. Ngay cả cái cục tình báo CIA Mỹ cũng khẳng định là cái lực lượng bảo vệ của Việt Nam cũng chuyên nghiệp giỏi, người ta cũng an tâm phần nào đấy. Chào Trần Viết Hậu. Chào người lạ. Anh Kennedy, anh lên nói chuyện nhé. Anh lên giấu mặt cũng được. Chờ Đức lên xí. Chào hoa hồng đỏ.
không có bao que vào nên là đam không vui, không hứng. Cái tên Lê Văn Thương á, thời gian live rất là nhiều người xem, cái đám dân chủ quậy ở trong nước chui vào nhà hắn rất là nhiều, mà cái đám phản động ở hải ngoại cũng vào nhà hắn rất là nhiều. Tên đó trước sau thì cũng phải bị bắt. Ngân Uyên Thùy ấy, ngày trước lên live trước mùng 10 tháng 6, bà nói là tôi đi đến đâu dân người ta cũng quý, hàng xóm người ta quý, cho ngô ăn này, cho khoai, cho sắn ăn, người ta rất là quý tôi, con cái tôi nể phục tôi, bởi vì tôi làm việc cho dân cho nước. Đấy, nói rất là hay, nhưng hóa ra là một mụ tuyên truyền xuyên tạc phản động, tham vào ra vào cái nhóm hiến pháp, cái nhóm hiến pháp cuội lừa đảo đó. Sau đó bây giờ trốn sang Thái Lan, mà cái đám đó với cái đám ở hải ngoại chia tiền nhau không đều hay sao, thế là tố nhau trên các diễn đàn, loạn xì ngầu hết cả lên. Lương Vi chỉ là người nông dân bình thường nên chỉ hy vọng là đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống người dân ngày càng một no ấm, nơi nào có cần sự giúp đỡ của bà con thì ví dụ thiên tai hỏa hoạn các thứ là chúng ta cùng nhau đồng lòng đồng sức chung tay giúp đỡ bà con ở khắp mọi nơi, gọi là lá lành đùm ra lá rách ấy. Cái điều đó thể hiện là một dân tộc Việt Nam tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau. Dương Vi cũng cảm nhận được cái điều đó năm 2018, cuối năm 2018, chính ngày quê hương Dương Vi cũng bị thiên tai xảy ra sập nhà cửa, nên là mọi người cũng ủng hộ, quyên góp ủng hộ cho Dương Vi đem được những số tiền đó trao tận tay cho những gia đình bị ảnh hưởng đó. Sau trước Tết Nguyên Đán này, Duy Nguyễn với chị An Nhiên cũng nên trực tiếp tận quê hương Dương Vi trao cho những hộ nghèo tại địa phương Dương Vi, mỗi hộ mỗi gia đình 1 triệu đồng để có thêm những cái Tết đầm ấm hạnh phúc hơn. Cái điều đó khẳng định rằng con người Việt Nam lúc nào thương nhau tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách là ở chỗ đó. Nhưng cái đám dân chủ cuội, cái đám Ba Sọc, Việt Tân, cái đám chí phèo F2 ấy, thì bọn chúng không bao giờ nghĩ được cái chuyện đó, chúng chỉ làm nào ghen ăn tức ở phá đi cái cuộc sống bình yên hạnh phúc của người dân, đặc biệt là những người dân cấy hái cày bừa trồng trọt sản xuất ra hoa quả này, đấy, thực phẩm này, nói chung như lợn gà vịt, hoa quả trái cây, lúa gạo thì mình phải xuất khẩu. Thứ nhất ở ngay cái nước lớn láng giềng đó là Trung Quốc, sau đó Mỹ, các nước ở khu vực châu Á, châu Phi. Còn cái nước các nước ở bên phương Tây như ở châu Âu ạ, cái hàng rào thuế quan với là cái kiểm định nó rất là ngặt nghèo, rất là khó, ngay cả bên Mỹ cũng vậy. Mà cái chi phí đi lại, gọi là cái tiền nói chung là vận chuyển á, cước vận chuyển quá cao, thì hà cớ chi mình phải
chạy tút sang bên đó mà nó kiểm định lên kiểm định xuống, thậm chí đến đấy cũng không xuất được, phải quay trở lại. Đấy là cái công vận chuyển chi phí nó rất là cao. Nhưng mà cũng có ngay cái anh láng giềng lớn ở bên cạnh Trung Quốc thì ký cung ứng tại Việt Nam là 1 triệu tấn gạo tại đồng bằng sông Cửu Long năm 2019, như vậy nó quá tốt rồi. Hoa quả trái cây thịt lợn trâu cái gì không nói, riêng trâu á ở ngay tại địa phương Dương Vi này, nếu mà cái đồng đồng nhân dân tệ nó tăng giá thì trâu được giá, bà con nhân dân xuất bán trâu sang Trung Quốc hay lợn sang Trung Quốc thì cũng được giá kéo lên theo, nên là nó có sự thu nhập rất là đáng kể từ cái nước láng giềng này. Chào chị Văn Hồng Giang. Vâng, chào chị có khỏe không? Cả nhà chào lại chị nhé. Chị Nhiên sang bên Singapore cười như địa chủ được mùa. Bọn trên đấu trường tự do đa chiều, đấu trường dân chủ tự do đa chiều này rất là ngáo đá nhé. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy đất tổ không khổ làm khổ dân, Đào Minh Quân, cái tên ngáo đá này. Còn tên Trần Quyết Thắng nó lại đăng cái tớt Cộng sản Việt Nam mau thức tỉnh, thời các ông đã hết, mau tỉnh nếu không hậu quả các ông tự chịu nha. Đúng rồi, cái đám lưu vong ngáo đá xuyên tạc Cộng Hòa, à Nam Cộng Hòa sẽ trở lại Việt Nam. Hết chỗ rồi nói. Chào chị Mộc Miên. Chỉ có đám trong nước như kẻ nào đó, vì lợi ích cá nhân này, vì vài cái đồng USD bẩn thỉu của bọn chúng mới nghe cái đám Đào Minh Quân này này, cái đám Việt Tân này, khổ cho người nhà, khổ cho chính mình, khổ cho cả người dân, người ở xung quanh mình.
cái tư tưởng bám càng dựa hơi vào Mỹ này hay Pháp các nước ở phương Tây quen rồi nên là bây giờ bọn chúng không bao giờ thay đổi được cái tư duy cái suy nghĩ của bọn chúng lúc nào cũng muốn liếm gót giày hay là bám ống quần của bọn chúng. Chào tạ quý. Chào chị Phương Anh. Chị ăn cơm chưa chị Phương Anh ơi? Mọi người tối nay đi chơi đâu hết hả? Cái tên Vũ Sư Hùng Lân lại đổi nick, tên là Nguyễn Lam. Tên Vũ Sư Hùng Lân này. Nó còn đọc đăng cái tớt này, tên đầy đủ của Hùng Lân và tên đấu tranh đường đường chính chính chứ không giả dối nhé, bọn bò đỏ dư luận viên xảo ngôn theo thói cộng sản Việt Nam. Đúng là cái bản chất của ba que. Tên này chỉ đi lừa gái thôi, nhảy múa là lừa kiếm tiền. Ngày trước năm ngoái á, hắn mua nhiều cái thiết bị, nhiều trang thiết bị để phục vụ cái livestream lừa đảo kiếm tiền, nhưng cuối cùng bị thất bại, mọi người bóc mé hắn quá, hắn phá sản. Cái vụ mua đồ để tổ chức livestream các thứ đó. Chào Ali Cu Tí. Chào Đức đẹp trai. Xem ra Dương Vi phải bỏ ra chút ít thời gian để tìm kiếm cái đám ba que này để tiếp tục xử lý bọn chúng mới được. Thời gian này bọn chúng láo nháo quá. Cái đám dân chủ cuội trong nước thì có cái danh sách ngon lành rồi. Đợi có bằng chứng cấu kết nhận tiền của cái đám Việt Tân dân chủ cuội ở hải ngoại, cái đám ba sọc kia này xích cổ Tống, xích cổ lại là tống vào tù thôi. Tên Lê Văn Thương là không tránh khỏi rồi, mụ Nguyên Thùy trốn rồi, còn nhiều tên nữa. Châu La Khải thời gian này cũng đơ đơ sàng ngôn như rồi.
Chào Hoàng Hà My. Hoàng Hà My xin gái ăn cơm tối chưa? Vừa mới thấy một bài viết của chị Liên Nguyễn chia sẻ trên Facebook mới bắt đầu. Bài viết rất là hay, nói về cái bản chất của Nguyễn Quang A với đám lâu la thư ngỏ gửi Tổng thống Donald Trump. Chào anh Hòa Bình Trần. Anh khỏe không anh Hòa Bình Trần ơi? Thế anh ra ngoài Bắc rồi đi du lịch khắp mọi nơi, bảo lên chỗ em chả lên. Cả nhà yêu chào Hà My. Anh ăn cơm chưa? Wi-Fi yếu quá, để em chuyển qua ấy. Sao lại từ chối? Lên nói chuyện đi. Lâu em không like mọi người quên em mất rồi. Đợi em ấy chuyển qua 4G nhé. Rồi ok rồi. Anh ăn rồi anh Hoàng Hà My. Bảy giờ 15 rồi. Anh ok là anh Hòa Bình Trần. Mất camera rồi. Chia sẻ phát lên trang đấu trường dân chủ để đám ba que nó vào đông đông thì em đang thêm anh. Không? Em khỏe anh. Không chờ mấy hôm trước thấy đi đi đám hả? Đi đi dự dự tiệc cưới trên vùng cao hả? Hôm qua. Rồi Ôi đường chào đi chào khó. mọi người trên Đường đi khó mọi lắm. người trên 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 diễn đàn của Dương Duy nha. Lâu lắm rồi anh em mới gặp. Không rồi nghe cái tụi kia nó kêu gọi biểu tình dữ mày, 27 28 gì vụ mà thượng đỉnh mình nè.
Nó kêu kêu vậy thôi anh, không làm gì được đâu. Gà chứ, lú gà chắc bị bắn chết luôn á, nhốt luôn á. Thấy cơ động cảnh sát đồ tập trung về Hà Nội dữ dằn. Người ta tung ra cái lực lượng gọi là đặc chủng đặc biệt nhất, tinh nhuệ nhất, là đưa ra 95% để bảo vệ cái cuộc gặp thượng đỉnh này rồi. Trong lực lượng như công an, bộ đội các thứ là túc trực 24/24 ở đấy rồi. Em có vô diễn đàn có cái tụi đó không? Có anh đi chơi với Tân Thái rồi không? Không ra không? Có Tao chút coi như tục anh. vô cũng thấy mà cái tụi này nó nói y như thiệt, nó nghe hết hồn. Nó kêu gọi kiểu biểu tình biểu toạt đấy, như 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 mùng 2 tháng 9 nè, có thành công đâu, Không thì cái đó kêu là qua cái vụ cũ á, ba vụ cũ đó nó kêu rồi từ ngày 1 tháng 6 rồi dài dài tới ngày gì đó, rồi tới ngày 2 tháng 9 rồi 22 tháng 12, rồi tới cái đợt này thì ngày nè 27 28 đúng không? Ông Trùm chào chào Nhật Đông với nguồn qua đó, rồi nó kêu vô tầm như ba đứa này nó có liên hệ nhau giữa giữa thằng Thái Ben đi trường với con Hoàng Trúc Lê này, nó có liên hệ chặt chẽ lắm, liên hệ với nhau dữ lắm, cái nó có đám bên trường kia là với con Trúc Hoàng Lê này, với con Mimosa các thứ, nó còn làm live chung mà, cả Tân Thái nữa, nó có làm live chung trước đó cái đấy. đội này mỗi lần nó cũng có cái chương trình đối với nhau. Tắt ba đèn đó, cá mắt quá. Nó tắt đèn rồi được. Vậy nó làm mấy cái chương trình đó là nó liên hệ với nhau. Nếu mà nó làm cái gì mỗi một lần vô cái đề tài gì đó là nó nằm chung cái hệ thống với nhau á. Giờ nó hở lên nó kêu bin 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 tiếng chim gọi đàn á. Bên nào cũng vậy. Ngày ngày đi có Xong bọn chán quá chia sẻ ha. lên cái trang, các trang đấu trường của bọn nó, nên đông người vào xem lắm, mình chia sẻ lên là bị bọn nó zip liền. Mình đăng bài lên đấy là nó zip, hoặc nó report cái nick mình ngay. Vừa rồi anh đi chiến ở Hà Nội là nó có dạy đó, là anh có một cái thằng em nó ở ngoài Thanh Hóa rồi nó vô đây làm ăn với anh, cái hôm nó về á là nó mượn xe nó đi, nó đưa lính nó về ngoại đi bằng chiếc ô tô luôn 7 chỗ, chở lính nó về tới ngoại rồi xong anh mới bay ra, rồi anh ở trong đây mấy anh em mới cũng con gia đình cách mạng không à, con của bí thư tỉnh ủy An Giang rồi anh rồi số anh em nữa bộ đội mới bay ra ngoài, bay ra Nội Bài nó lấy xe nó rước thì mới ở Hà Nội. Hà Nội cũng thực tình nó ra nó xui khổ, thứ nhất là muốn ra ngoài để đón cái lạnh đón rét á, nó lạnh cỡ nào đi ra Hà Nội ngay ngày mùng 3 Tết thì nó không có miếng lạnh, không khí nó mát mát cũng dễ chịu thôi mà nó chưa lạnh. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là người ta chưa có bán đồ ăn, đi tìm quán nhậu đi tìm quán ăn rất là khó, cuối cùng cái tấp vô vỉa hè chỗ bán bún bún gì bún chả có gà, nó gà Hà Nội ăn này nó ngon, ngon gà ngoài miền Bắc ăn ngon hơn trong miền Nam, thịt nó cứng dẻ ngon. Mình có đi vòng vòng thăm Lăng Bác cũng xui một cái đi ngày cái ngày đó lại là hình như là Lăng Bác đóng cửa ngày thứ sáu thứ bảy gì đó, ngay 2 ngày đóng cửa, bữa sau đặt phòng trên Sa Pa rồi hết rồi ra đi vòng vòng rồi thăm nhà sàn của bác, vô đó mình mới thấy mình cảm động là bác giản, bác giản dị quá, bác ở trong cái ngôi nhà sàn thấy diện tích nó nhỏ xíu à, cỡ chừng anh nói cỡ chừng 40 50 thước vuông là cùng rồi. Không tới nữa, bề ngang chừng 4 thước, bề dài cái không được 10 thước. Ở dưới đất á, thì cái dưới sàn ở dưới đất á, thì lại là làm nơi tiếp khách mà của nguyên thủ quốc gia đó, làm nơi tiếp khách đó. Rồi ở trên có 2 căn phòng, một phòng làm việc với phòng ngủ của bác, thấy mình nhìn lên thấy mình thương ổng hết sức thương nó. Rồi chuyện nữa là đặc biệt là vô thăm Lăng Bác á, thì chỉ người Việt Nam mình là không mua vé và kiểm soát an ninh thôi, còn người nước ngoài Trung Quốc đi rất là đông, Trung Quốc vô thăm Lăng Bác đông lắm.
thì phải buộc phải mua vé. Người Việt mình không mua vé, có giấy chứng minh nó không mua vé. Còn Trung Quốc thì bất cứ người nước ngoài mua vé hết, nó được thấy cái đó cũng cũng ưu đãi. Cái đó để cho cái bọn mà phản động nó thấy, nó để coi nó nói coi, coi mình sợ Trung Quốc hay gì, hay là mình kiểu gì với Trung Quốc. Mấy Trung Quốc mua vé chết mẹ nó luôn đó. Đó là một cái chuyện. Rồi sau khi trên cái đoạn đường đi lên lên Sapa, rồi cái nói chung khu vực miền Bắc thì thấy bà con rất là cái lòng hiếu khách của bà con tiếp đãi mình là tốt. Thứ hai nữa là đất thì rộng mà người thì thưa, gần như ở xa xa thì có cái chòm nhà, một cái chòm chòm vậy thôi, đất rộng dữ lắm, không giống miền Nam. Miền Nam thì em đi tới đâu nhà nó đầy tới đó, hai bên đường là nhà khít liền luôn, ít khi nào trống đó vậy. Rồi khi mà vô thăm được cái quê của bên ngoại của bác, với lúc mà về Vinh á, về Nghệ An á, thì dễ ghé thăm được bên là bên Nam Đàn á, là bên đó cũng gần gần khu đó, bên ngoại của bác. Rồi thăm bên nội là bên mấy cái nhà lá là nó thành này nè, này nè đó. Thì nội mà vô đó mà đứng mà nghe nghe cái người người người, người thuyết minh người ta kể thôi muốn khóc rồi đó. Người ta đứng người ta nói chuyện là em nghe có gì em cứ vô Facebook anh, hình như không anh cũng đăng đoạn gì em nghe hồi em muốn khóc luôn. Nó từng cái giường, từng cái võng, từng cái keo, cái nồi cơm, cái bếp, tất cả các cái giường mà để cho mẹ bác ngủ, nói chung là nó có hồn, những cái đó nó có hồn dữ lắm. Người ta nói mình cảm động, rất là nhiều người khách ta khóc, nói là đứng hồi nó khóc khóc ra nước mắt luôn đó. Rồi mình vừa mình mới thấy được cái cuộc đời của ba mẹ bác khổ cực nghèo. Hồi xưa mà đi bộ mà ba của bác với mẹ, ba của bác phải dẫn bác Hồ mà đi bộ mà từ ở Nghệ An mà vô trong Quế đi bộ không, hỏi chứ sao mà con người ta mà vì cái ý chí mà bị, vì cái dân tộc mình nó bị áp bức, bị nô lệ, rồi từ đó nó tạo ra một cái thần kinh thép, nó giúp cho con người ta có một cái sự cái ý chí quá lớn. Em nghĩ thời buổi bây giờ mình ngồi trên xe mình đi từ ở đó vô tới Quế, anh đi anh còn ghé mấy tỉnh nữa, ghé Hà Tĩnh, ghé đồ chơi, nó hết 1-2 ngày nó mới về còn mệt mỏi. Bác phải đi bộ, ba của bác phải đi bộ đi vô trong Quế để làm quan ở trong triều đình đó. Cơm không có ăn, ăn khoai ăn củ gì không, là những người họ cực khổ như vậy. Rồi mình thấy bây giờ còn cái tụi phản động này ngược lại nó chửi nó, bác thế này thế nọ, nó ra đường nó gặp nó đó, nếu mà không có luật pháp nó đâm nó giết nó luôn đó. Bọn đó nó càng xuyên tạc thì người dân lại càng căm thù bọn nó mà anh. Thành ra là có một cái chuyến rồi cũng ghé được thăm rồi đang ở châu Âu rồi đó. Đất nước họ rất là quý trọng Bác Hồ. Rồi ok, chỉ là gì đã đặng đặng văn hồng á chứ. Ok, nó là thấy nói gì bạn nói gì cũng mừng, mình cũng mình người Việt Nam mình cũng phải biết tự hào mình là người Việt Nam, thật lòng mà nói vậy. Rồi qua cái chuyến đi vậy đó thì cũng có ghé thăm được nhiều nơi lắm, tức là những cái di sản văn hóa của trời trời. Anh cũng phải là đâu, anh đi nhiều nước lắm á. Anh đi là tại vì anh có được cái chế độ là anh mỗi một năm vậy là có một chế độ, ví dụ như của hãng nước sơn Foren á, Seabed Macaulay rồi đó, hoặc là ở xi măng gạch nó tài trợ cho anh đi, đi không tốn tiền, đi Thái Lan đi đồ, có nước nào không cảnh nào mà không đẹp bằng nước Việt Nam mình dân, nó thiệt. Vô Tràng An, vô trong Bãi Đính, vô chùa Hương, trời ơi cảnh tượng nó, cảnh nó thiên nhiên, nó hùng vĩ, sông núi nó rất là đẹp. Bởi vì tại sao mình thấy người nói nước ngoài nó khoái vô là bây giờ mình mới hiểu được. Anh thì anh đi nhiều mà anh chưa đi hết Việt Nam, lần này anh mới đi hết hết mà không phải là chưa hết, còn mấy cánh Tây Bắc đồ em nữa, cánh bên Hải Phòng đồ chưa đi nữa. Mình thấy đất Đấy, nước của mình
cũng đi nhiều. Anh biết Duy Nguyễn có nói là đi nhiều nước trên thế giới nhưng mà không nước nào đẹp bằng nước Việt Nam mình. Nhưng mà khổ nỗi cái mình là cái người gọi là về cái du lịch của mình ấy không được chuyên nghiệp lắm, người phục vụ du Ừ. lịch ấy, về quảng bá này, về người phục vụ này, nói chung marketing về du lịch mình không được chuyên nghiệp như bọn nó, nên là Ừ. chưa thu hút được cái lượng khách ở nước ngoài, người khách trong nước nhiều. Nhưng mà về cảnh thiên nhiên là Việt Nam mình đẹp nhất. Rồi, thế là hỏi họ đây Hồng Đặng đó, chắc tên Đặng quá, Đặng Văn Hồng á, Hồng Văn đó ở đâu, nhà ở Việt Nam mà lúc đó lúc trước mà ở tỉnh nào bạn? Đi ra bước xuống Nội Bài rồi ha, lúc mà em ở trên máy bay em nhìn xuống đất nước mình á, mới là núi non chập trùng ha, rồi khu nào phố thì nhà cao tầng, còn không thì núi non nó hùng vĩ, thấy cảnh nó đã lắm. Qua cái cảnh Hồ Tây em thấy ông cao ốc cao tầng không thua gì ở nước mấy cái nước phát triển đó. Nhà gút ngút trời ngút trời, đường xá thì em coi coi đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đi vô Hà Nội, đường cao tốc hai làn phẳng lì chạy là 80 cây số giờ, có chỗ chạy 120, còn định Rồi. đường bình thường là 60 cây số giờ hết mấy cái đường tỉnh, rộng rãi lắm. Nhưng mà mật độ xe cộ thì đúng là nó đông, chạy cũng thấy cũng cảm giác là mật độ xe đông, nếu mà không cẩn thận thì cũng có nguy hiểm, xe đông lắm. Em đi hay đi đêm nên là nó chạy mút chỉ cứ 90, 101, 102 nó quất xe ô tô. Em Cũng dự tính có tháng 4 này em vào trong Nam mà đi vô máy bay lúc là đi xe khách hoặc đi tàu. anh đi được có một cái là anh đi xe nhà, thành ra anh cứ đi từ ngoài Bắc về trong Nam này anh tốn mười mấy ngày luôn, mà anh đi cứ ngày chỗ điểm này muốn ghé đâu ghé, muốn dừng, rồi có một số bạn bè nào mà chung tuyến đường đó, giống như người về Nghệ An thì về Vinh thì có một số đứa em đó, hồi trước nó vô đây nó làm ở trong Nam, nhà điện nó ra nó đón nó dẫn đi chơi, rồi nó cho mình ăn mấy cái món ở quê đồ nào của nó, rượu rồi ngoài Bắc cũng rượu nặng quá, cũng mà anh cũng chiến đấu được, anh cũng cầm cự, mà ngoài nó uống ngồi mà ngồi cả đêm như tụi anh thì người ta uống không lại, uống ngồi người ta chạy rượu nhà tự nấu không nha, ở Thanh Hóa người ta sẵn người ta nấu rượu Tết đó, mình ra rượu mạnh rồi chơi. Còn cái phong cách ăn chơi thì cái này mình cũng nói thật lòng thôi chứ không phải là mình nói thật sự gì, nói thật nó không có ăn chơi thì tụi anh trong đây thoáng hơn, tụi Đúng anh rồi. chơi về tiền bạc rồi tụi anh chơi vô tư, chấp lúc nào về cài thì cài, kiếm tiền thì kiếm, và lúc chơi thì chơi cho nó thoải mái, cho nên cũng có được cái sự ưu ái của mấy cô nàng mỹ nữ đồ ở miền Bắc lên Sapa cũng vậy, Sapa này cũng được mấy cô dao đỏ với ở đó có dao đỏ với mường gì đó, hai dân tộc là chính ở Sapa, Mông 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 ờ mông 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 với dao đỏ, cũng đưa massage tẩm quất đồ mấy cái vị thuốc của người dân tộc, rồi cá cũng lên ăn cá, cái gì cái gì ở Sapa đó, cá suối đó, cá tươi ăn được, lợn mẹ lợn mèn lợn máng gì đó, má. dựng lợn máng rồi cái gì nữa, cái gì ngựa cái gì mà ruột đồ bộ đồ lòng ngựa mà nấu cháo á, À, long thắng cố thắng cố đó, thắng cố anh ăn thấy cái món thắng cố rồi anh ăn vừa miệng, rồi lợn máng thì làm nhiều món ăn ngon, còn những cái món ăn bình thường thì lại là không, giống như khẩu vị vùng miền thôi, nhưng mà anh thích anh đi tìm những cái món đó anh ăn hết, mấy thằng bạn thì nó ăn nó không vừa miệng, nó phải xin thêm nước mắm đồ, nó hơi lạc lạc vui à. lắm, thành ra là nói không có cái đất nước Việt Nam mình á, anh em mình á, cái tuổi anh em mình á, nhất là cái lớp trẻ của tụi em á, phải cố gắng phấn đấu
lao động sản xuất để mà phát triển cho cái gia đình bản thân, rồi mình nói với bạn bè gia đình mình phải biết yêu cái quê hương tổ quốc của mình, một cái đất nước hết sức là xinh đẹp, một đất nước giàu cái lòng tự hào dân tộc. Mình ngẩng đầu, anh cũng có mấy thằng bạn nó nói nhiều lúc nó phát biểu thì cũng hơi bị tiêu cực, nhưng mà nó nói cũng đúng, nhưng mà mình cũng phải nói nó biết. Nếu nói đi nước ngoài thì thấy em thường em đi nước ngoài là nói thật sự mà nói là cái bảng giá tiền, mệnh giá tiền để đổi với nó không có, nó không có ở trên mấy cái bảng điện tử luôn. Nó có ví dụ như tiền tiền đô thì cũng có, tiền Malai, Ringgit gì đó, đô la Mỹ, đô la Úc nọ, mệnh giá đó. Rồi nó nói vậy, nhưng mà cái đó thì cái chuyện đó là không có quan trọng. Ví dụ như tùy theo cái nước nó làm sao đó, rồi cái tài chính làm sao thôi, nhưng mà quan trọng là cái đất nước của mình nó phát triển tới cỡ này và mình thấy hơn đất nước người ta. Qua Thái Lan cũng vậy, không phải là mình về cái mặt mà cái có số liệu thì mình chưa bằng Thái Lan, nhưng mà tất cả những cái cảnh đi chơi hay là cái tụ điểm vui chơi hay là về cái sinh thái thiên nhiên không có bằng mình, không bằng Việt Nam. Ra ngoài đó còn giờ bây giờ cho qua Singapore luôn đó, chẳng qua là một khối bê tông dưới biển thôi, nhà cao tầng đường xá rộng rãi sạch sẽ đồ vậy thôi, chứ làm gì có được như Tràng An. Sang khi nào có dịp ra Quảng Ninh, Hải Phòng là người dân Hải Phòng là gọi là thoáng nhất ở khu vực miền Bắc nữa. Đúng, Hải Phòng Hải Phòng rồi, tại anh đi cái cánh này nó không qua cánh Hải Phòng, thành ra làm nhìn thấy rồi biển của mình nè, nó trời ơi, đi dài dài vô biển Đà Nẵng, biển bãi biển Sa Huỳnh nhiều lắm, biển đẹp, cát trắng trong sạch luôn. Rồi khách du lịch khách Tây không, trời ơi, Trung Quốc rất là nhiều, Đài Loan, Hàn Quốc, nhưng mà khách du lịch Trung Quốc là nhiều, chiếm chiếm nhiều, anh bảo đảm là anh nói là chiếm nhiều nhiều nhất lượng khách nước ngoài luôn đó. đúng rồi, Đó em còn vô Đà Nẵng, Nha Trang thì là chạy Trung Quốc với Nga với Liên Xô là nhiều. Nó thành ra một năm mình thu biết bao nhiêu tiền của mấy thằng đó mà nói. du lịch Trung Quốc ngày trước hay sang Thái Lan, nhưng mà từ năm ngoái trở lại đây á thì người ta lại không thích sang Thái Lan nữa, người ta lại thích sang Việt Nam hơn đấy. Mà anh lên Lào Cai sao anh không sang bên cửa khẩu Cốc Lếu Lào Cai chơi? Có sao không? Nói chung là tại vì mình đi thì cũng dự định là khoảng 15 âm lịch rồi trở về trong miền Nam lại bắt đầu công chuyện làm ăn, cho nên là anh em cũng ngồi chọn điểm nào nên đi được một số điểm nó đáng đi trước vậy thôi. Giống như Lào Phí Cai thì anh quá. chỉ lên Quay về cái cửa khẩu Cốc Lếu ngay cạnh đấy, cách đấy có 2 km, anh không sang bên cửa khẩu. nhiều lúc đó, ví dụ như mình lên đó mà có dân địa phương thì nó giải trình rồi nó nói một số cái thì mình biết, còn không bây giờ chủ yếu mục đích đi lên Sa Pa là gì, ăn uống với chợ tình với lên đỉnh Pa cao nhất, đỉnh gì, Bà Pa Sa Pa thì lên à. tới đỉnh, lên đỉnh bây giờ là đỉnh cao nhất thì là ba mấy ngàn mét gì cái gì đó độ gì đó, cũng ghi anh cũng có chụp hình kỷ niệm đồ, cầm cờ. Cũng may có một cái anh thấy được cái lá cờ, anh cũng mượn lá cờ anh cầm anh chụp mới tự hào dân tộc. Rồi đó, vậy mấy cái điểm vậy thì nó hết, đặng mình lấy cái khác nữa. Chứ ví dụ như À. biết một cái cửa khẩu nào sát Trung Quốc nó cũng mấy km thì dùng xe nhà anh em bước lên chạy một tí tới rồi. Không có tính vậy, vậy thời gian cái về nghỉ ngơi rồi đi nữa. Alo em thì em bảo anh lên Sapa quay qua đó, hoặc là ví dụ anh lần sau ấy có bạn bè anh ra, anh bảo là bây giờ anh lên Sapa anh làm thủ tục cho người người ta ở đó, có nghĩa là hướng dẫn viên đó, anh bảo nó làm thủ tục mới làm hộ chiếu các thứ cho anh, sau anh lên Sapa quay về mai anh qua sang bên cửa khẩu chơi chơi đến chiều về, hoặc là chơi đi đến đâu á thì người ta có xe điện sang bên đấy, có xe điện đưa anh đi đi là quay về. Cái đó anh nghĩ được, mấy hộ chiếu tụi anh cũng có đem theo, nhưng mà mấy trường hợp đó anh nghĩ mấy cái cửa khẩu giữa biên giới nó có ký, giữa cái tỉnh này tỉnh kia nó có ký cái tỉnh hữu nghị biên giới nhau á, thì giữa cái cửa khẩu tiểu ngạch rồi nó cũng có cho dân qua lại, chứ có lẽ mình dùng giấy chứng minh là nó cho mình qua được trong cái khu vực, trong cái tỉnh phạm vi vậy thôi.
Rồi mình về ở bên đây, ở trong anh thì qua cái biên giới Campuchia thì cũng qua bình thường, không cần passport. Mình không cần đâu mà, có chứng minh thư là được anh ạ. Ừ, vậy đó. Có chứng minh thư mà người ta chụp ảnh photo với chứng minh thư chụp ảnh nó dán vào cái quyển hộ chiếu. Có thể anh đi trong ngày hoặc là đi 1 2 ngày thì đấy, Ừ. người ta làm cho anh đầy đủ hết. Rồi về, về ghé mộ của Bác Giáp, ghé đốt nha, thắp thắp như thắp hương cho ổng, cũng lại thắp hương rồi cho ổng. Nhưng mà cái chỗ đó thì cái mộ của Bác Giáp thì nó cũng chưa có xứng tầm, tức là về cái địa 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 thế á, thì nó là số 1. Cái vị trí đó, cái một ông lão ở địa phương đó, ổng nói á, là ví dụ như mấy cái đời vua đời chúa này nọ đồ gì đó mình không nhớ rành, nhưng mà đại khái là có những người có công đi, họ muốn chỗ cái tháp như cái chùa đó, họ muốn chôn cất ở đó đó, nhưng mà xin keo á, gọi là xin keo, mà em biết xin sâm không, ở trong miền Nam anh gọi là xin sâm. Ví dụ như em muốn dời một cái chùa, dời một cái đình, thì em làm lễ cúng kiến em mới có cái cây sâm, em lắc lên nó dâng cái cây sâm nó ra, mà cây sâm đó thuận á, thì mới là được làm, còn không thuận thì giữ đi không làm được. Thì cái hình thức của đó giờ thì các đời tướng là chỉ có Bát Giáp là được nằm ở đó, cái lưng á, thì nó tựa vô núi, cái mặt thì quay ra hướng biển Đông. Nói chung là về mặt địa lý rất là ok, vững chắc luôn, là cái chỗ mộ của Bát Giáp. Mà có cái không biết nó có đang làm lên không, khi mà vô đó thì mộ vẫn còn là mộ đất nha, chỉ một cái gò đất lên thôi, rồi có 4 cây trụ, rồi có hàng rào gì đó, không có, chưa có, giống mình có cảm, một là thầy thấy như vậy thì ổng cũng dân dã, cũng cũng bình 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 dị bình dân, nhưng một mặt thì mình thấy như là chưa có đúng cái tầm. Lúc mà đang trong đây thì anh cứ tưởng tượng ra là một cái gì đó nó lớn lao lắm, khi lên khu đó thì nó đơn giản lắm, cũng nghiêm trang, nhưng mà cái phần nghiêm trang là rất là nghiêm trang. Rồi có một cái em vô đó thì em được, cũng phải kiểm tra, phải đăng ký đoàn, rồi không được mời ăn bận quần ngắn đồ vậy đó, không được, phải ăn bận cho nó. Còn cái chỗ Lăng Bác á, thì thấy lại có mấy cái đồng chí mà không phải là vệ binh mà gọi là cái gì đó, bảo vệ lăng nha bác đó, cảnh vệ gì đó, họ đứng không nhúc nhích luôn á nha, đứng cầm súng như một bức tượng Ca ha. 2 tiếng một ca. Ừ. Rồi xong rồi anh đi vòng vòng chơi, cái lúc mà đổi ca đó bắt đầu làm nghi thức chào với nhau, rồi đi từ cái chỗ Lăng Bác rồi đi vòng phía sau, rồi đi về cái khu vực đơn vị, đi đi nghi thức luôn á, đi đều nghiêm trang đổi ca, đứng 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 trước Lăng Bác ngay cái lá cờ, chỗ mà chào cờ là ở đầu óc mình nó muốn nổi lên, giống như mình đặt chân đến cái chỗ mà mình hồi đó giờ mới đi được thiền liền, nói chung là muốn khóc. Còn Hồ Gươm thì ok, em thấy khách dữ lắm, còn ánh sáng đâu á, anh thì anh ở cái khách sạn gì mà nó gần cái chỗ cái nhà nhà tiếp khách của thủ đô luôn đó. Đó, rồi đó anh đi bộ rồi đó, tập thể dục sáng ra tay đồ tay ta lẫn lộn đó, tập thể dục rồi này nọ, ban đêm thì đi bộ phố đó, rồi có nhiều cái hoạt động vui chơi, có mấy thằng Tây nó ngồi nó xin tiền nữa thôi. Việt Nam mình không thấy ai xin, nhưng nghe có, không phải là nó xin tiền mà kiểu như nó ghi tiếng Việt là nó đi du lịch khắp, đi du lịch khắp khắp thế giới này, vậy đi vậy đi, gỡ đầu nó có mấy tấm hình nó chụp nó để đó, nó bán 5.000, mới mình nói chung mình lấy mình đưa nhiêu đưa, nó có cái đờn rồi nó để cái tiền cho vô đó, đẹp trai lắm nha, Tây, người nam người nữ ngồi vậy đó, thấy lại cũng ngồi cũng tiếng Anh cũng vài ba câu hỏi thăm vậy đó, rồi xong cái lấy tấm hình gửi cho nó 50.000 mừng mình lưu có 20.000 đưa 50.000 còn
Còn kể ca này kể kể vui vui chơi thôi, không có đúng cái này anh em mình nói chuyện riêng chứ nói trên cộng đồng này, nhưng mà cũng chắc không sao. Trên đường đi Lào Cai thì mới ghé quán ăn. Ai đập phá tượng Trần Hưng Đạo là gì? Đạo chỉ Chỉ bộ này bộ. là tên Để để đừng dân anh. để đi đừng chặn. Ghé quán ăn cái ăn cơm, tụi anh ăn cơm là 800 ngàn. 800 ngàn 7 người. Rồi thấy vậy kêu tính tiền xong cái thôi. Đưa 800 xong đưa thêm 200 nữa. Điếm điếm đưa lại 1 triệu. Cái công anh tính tiền ông nói dư rồi 100. Dư rồi trả lại, nói không, cái này gửi anh uống buffet luôn. Hồi nãy giờ kêu món anh cũng làm lẹ. Trời. Chỉ có các bác mới mới bo tiền cà phê vậy thôi chứ ở ngoài đây không có thấy người ta cũng thấy hơi lạ. Coi Nhiều cái kỷ niệm nó vui. là ngoài này ít bo cái vụ đó lắm, chỉ ở quán Dư vậy hát đó thôi. cứ là hay bo, người ta hay bo vụ đó. Rồi taxi cũng vậy, taxi á chở anh đi vòng vòng nguyên cái Hà Nội luôn mà chở hết, như đó khi lên cứ chở đi vậy đó cũng vui lắm. Nói chung là bổ ích, đi một chuyến đi nó bổ ích rồi mình cũng thấy được cái hay cái dở của đất nước mình. Rồi có một điều tâm đắc là như vậy đó, nói là hùng vĩ đất nước mình, hùng vĩ đất nước mình phát triển, đường xá xe cộ thì ok. Tượng Trần Hưng Đạo đâu, đập ở đâu? Có cái vụ tượng Trần. Hình như nói vụ này có phải là giao chi bộ nói vụ ở Sài Gòn Đấy cái vụ Sài Gòn đấy anh. không? Ủa, cái nó bình thường thôi, cái anh không nắm được, nhưng bữa hổm cũng lên mạng cũng nghe nói hình như là dời cái gì đó, ly hương hay gì làm gì lại đó. Mục đích. Lưu Hương để quy hoạch lại. Mục đích đó là tôn tạo lại thôi, làm cho nó tốt hơn thôi chứ. Hưng Đạo. Động tộc khách dòng sông Bạch Đằng để cứu Việt Nam. Thì dĩ nhiên ông Trần Đạo ổng là vị tướng của đất nước Việt Nam mà phải tôn trọng ổng. Có làm cái gì thì cũng là làm để cho nó tốt hơn chứ không phải làm với cái mục đích là xấu đi đâu. Giờ cái ly hương giờ gì bữa hổm nghe thằng gì thằng Bình Dương nó nói đó. Rồi nói chung là cái thế lực thù địch phản động xuyên tạc thì nó nắm vô cái gì được thì nó nắm, rồi nó xuyên tạc nó nói xấu vậy thôi. Ví dụ như đất nước đổi mới thì cũng cần phải có một cái sự quy hoạch thay đổi như thế nào đó phù hợp nó đổi mới thôi, chứ còn còn làm cho nó xấu đi, hoặc là nếu như là tàn phá, hoặc là không nhớ công người công ơn người đi trước thì không có. Mà ông cha mình mà từ đời vua Hùng chúa Nguyễn đồ các cái thì cái những nó thuộc về lịch sử, mình phải biết con người phải có cội nguồn gốc gác, mình phải tôn trọng ở đó hết. Vua Quế, Quế vô anh vua Quế anh đi cũng hết ngà hết ngủ đêm mà chơi ngày nữa gì đó, đi mỏi giò luôn, vô trong cái đó tạ cẩm gì cẩm tử cẩm về tử cẩm thành gì đó, vô đó đi Cầm không nổi cung, đâu, cầm cung vua đó. rộng lắm. Được mày đi chơi vô chỗ em á, ở đó một vài ngày đi với em bản làng được các cái đó, nó mới sung sướng cuộc đời nữa. Nào anh ra đây có dịp ra đây á. Alo em là quê em lên Đồng Văn Mèo Vạc. Lúc quay về ấy, nếu mà còn thời gian anh em mình đi xuống Hải Phòng hoặc Quảng Ninh, sau lúc đó anh lại tiếp tục vào, mà đến Hải Phòng ấy hay là Quảng Ninh anh bắt máy bay bay vào Nam luôn cũng được. Không có sân bay mà anh thì được cái từ đây xuống kia 60 cây số là có sân bay Cần Thơ, để bay nó ra Vinh, ra Hải Phòng, ra Hà Nội. Không biết là chuyến này em bay vô Cần Thơ hay là
trong trong nhất, nếu mà Cần Thơ thì em alo Bên thôi alo anh xuống dưới anh đón em, đó là miền Tây rồi đó, em về miền Tây Nam Bộ rồi đó, anh đến dẫn em. đến đó em khách sạn nào alo anh em mình gặp nhau uống rượu đó, Vô đây. bởi vì em đi cùng đoàn khá đông đó. Còn vô Sài Gòn thì đi xuống với anh thì mấy trăm cây số nữa. Em vô thành Chắc phố ở mình Sài Gòn á, Sài Gòn nó ok hơn, nói chung cái phát triển á, nói chung sự giàu có về cái cơ sở hạ tầng á ở trong Sài Gòn hơn hơn Hà Nội hơn nhiều. Ừ đúng rồi, bây giờ bây giờ mình nói chung mà như là nói giao chi bộ là đúng, là mình chỉ muốn Việt Nam mình nó Việt Nam mình bây giờ đang hòa bình, mình vừa hòa bình vừa tự chủ, giống như là dân gian mình gọi là mình tự lập cánh sinh vậy đó, mình không nhờ vả vô ai hết, mình hợp tác làm ăn với tất cả các nước trên thế giới, coi các nước là bạn, hợp tác làm ăn hai bên cùng có lợi. Mình giữ vững cái lập trường của mình là làm ăn theo cái hướng cơ chế thị trường. Ok, cảm ơn. Mình làm ăn theo cái cơ chế thị trường, rồi vẫn là giữ định hướng của mình là vẫn một đảng cộng sản lãnh đạo, nó khỏi có lu bu, khỏi có tranh giành. Chẳng qua chỉ có một điều là mình lựa chọn bản thân người dân mình thì lựa chọn người nào tốt ở địa phương mình bầu lên, bầu quốc hội mình bầu lên, và những cái người đó họ có tài họ bầu là lãnh đạo đất nước. Đất nước mình thì nó chưa được thái bình, trên thế giới này chắc cũng kể cả những đất nước mà có cái chỉ số mà hạnh phúc nhất thế giới bây giờ nó cũng không thái bình mà nó hòa bình. Nó thái bình là coi như nhà không có cửa luôn rồi đó, nhà không cần làm cửa luôn đó, lúc nó mới là thái bình. Mình đã mà chỉ cần hòa bình được như vậy là mình ổn định, mình phát triển làm ăn kinh tế vậy là quá tốt. Mình phải giữ giữ vững rồi con cái mình cũng ráng nuôi dạy cho nó học hành, rồi dạy dỗ cho nó, gia đình nào làm ăn thì làm ăn, gia đình nào có truyền thống cách mạng thì dạy cho nó giữ gìn cái truyền thống cách mạng. Ông cha của mình đã đổ cái xương máu cực khổ ra để mà gì mà cho các cuộc chiến tranh để lấy lại cái độc lập tự do cho đất nước, nên là mình phải tôn trọng, phải gìn giữ ngàn đời sau. Giống như Triều Tiên Mỹ á, Triều Tiên với Hàn Quốc á, nó thì nó là một nước mà nó chia cắt ra vậy đó, tới bây giờ cái thời này thời kinh tế này chỉ làm ăn phát triển thôi mà nó còn chưa yên ổn không. Mà lần này á, là mình được hai nhà lãnh đạo đó mà qua chọn cái địa điểm của mình. sang Việt Nam á, gặp ông Donald Trump á, là báo Triều Tiên với cả báo báo Hàn Quốc hôm nay là đưa tin nhiều nhất, đài truyền hình với báo Triều Tiên Hàn Quốc ấy, đưa về cái tin này nhiều nhất, mừng nhất Tất cho cái cả việc hai nước gặp nhau. những cái tờ báo lớn ở trên thế giới họ đều ca ngợi Việt Nam mình, là thứ nhất là về cái mặt an ninh chính trị, rồi hai nữa là về cái tổ chức tiếp đón cái hội nghị thượng đỉnh này, mà đặc biệt là chỗ chỗ hai nhân vật chính là ông Trump với ông Moon, người ta đều ca ngợi mình hết. Ca ngợi thứ nhất là an ninh của mình nó tốt, thứ hai là mình trang hoàng đường phố rồi này nọ đồ tất cả các cái là người ta, kể cả luôn ông gì ở Singapore đó, Lý Hiển Long gì đó, ông Yên cũng ca lòng. ngợi Việt Nam mình. Báo nào cũng đưa lên hết. Mà tôi khoái nhất, tao giá trời giá Phật làm sao mà bà mẹ ông Trump hay là ông Ôn mà đi ra ngoài đường uống ly trà đá ngoài đường ăn tô bún giống mấy ông kia nữa, tao mới có đã được mình đâu. Hay là đi tập thể dục ở ngoài bờ hồ cũng mẹ cho mấy phản động nó sáng mắt nó lại mẹ. Dễ lắm đấy anh ạ, ông ơi sang Việt Nam cũng dễ, làm có cái vụ đó đó. Đấy. Mà ông Kim Jong Un đi là chủ yếu là đi thăm Quảng Ninh các thứ, thăm một số nơi đặc biệt để phát triển kinh tế để học tập đó. Đấy là ông Đường Kim lối Jong chắc chắn là ông Kim Jong Un này, ông sẽ thừa đường lối phát triển của Việt Nam. Iran mở cửa ra cho làm, mở cửa làm ăn cho tư nhân quá, bắt đầu nếu mà xóa bỏ cái giận là nó làm liền, nhưng mà nó vẫn là đảng của Triều Tiên thôi, đảng lao động đó thôi chứ không có không có đảng nào ra nữa đâu. à, đấy à, như như thằng
Cuba cũng vậy, đang bây giờ cũng đang đi theo đúng cái sau cái thời kỳ đổi mới 1986 của Việt Nam, đúng y hệt cái đấy luôn này. Cuba là hiện giờ theo cái đường lối của đổi mới của nói chung mình là mình theo cái đường lối đổi mới của Trung Quốc, thật lòng mà vậy. Rồi tới Cuba bây giờ theo đường lối của mình, Triều Tiên theo đường lối của mình, muốn theo đường lối vậy là Cuba bây giờ nó bắt đầu nó sửa đổi hiến pháp, sửa mấy trăm điều trong đó rồi, kinh tế tư nhân nữa, nó sửa đổi cho phù hợp. Nhưng mà riêng cái Cuba có lẽ là sẽ đi trước hơn về cái mặt đảng á, nó đi theo đường lối của mình là cũng như là bầu người này người kia lên chứ không có còn cái kiểu gia đình trị nữa. Còn cái ông Triều Tiên này thì chưa đâu, ông Triều Tiên này thấy còn thời gian lâu nữa, ổng vẫn giữ là gia đình ổng thôi, chính Bởi quỹ trung ương gì cũng gia đình ổng. nó thuộc hệ đặc thù rồi, như Duy Nguyên nói đặc thù gia đình nó được nhân dân người ta À, tôn trọng đời này qua đời khác, trọng thì tôn cái gì trọng. thì cái gì thì cái, miễn sao mà vừa lòng nhân dân mà thôi. Bây giờ cái người dân họ tôn trọng dòng tộc gia đình của ông Hun thì hết ông Hun này ông lựa thằng con nào ông đưa lên, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái người lãnh đạo đất nước đó họ có làm tốt được đời sống cho dân hay không là cái đó quan trọng nhất đó. Khi mà họ họ làm không tốt được thì từ từ họ cũng sẽ bị bài trừ thôi. Nhưng mà mình về cái mình cũng không rành, nhưng mà giống như là mình biết được là qua báo chí này nọ thì cũng đọc, à thấy không, nó giết giết á, nếu mà trường hợp mà nó bị họp mà ngủ gục mà nó cũng đem nó giết được nó đó đó mấy cái. Rồi ông gì ông chú ông cậu gì của ông Hun này nè cũng xử luôn á, thì nó còn hạn chế lắm. Nhưng mà nếu mà bước bước cái nó qua Việt Nam đợt này mà học hỏi và ấy nọ thì giống một cái bước bước điểm mới đổi mới, thì từ từ cũng phải đi vào quỹ đạo thôi, tất cả là phải vì dân hết thôi, chứ không vì dân thì giống như bóng Đúng rồi. đá không có khán giả vậy. Rồi không vì dân thì nó nổi loạn lên để cũng lu bu. Mình lãnh đạo đất nước mà mình trong cái điều kiện nó khó khăn mà nó chưa có ổn mà để thất bại thì nó khác, còn một khi mà không vì dân không lo cho dân rồi cái đó khác nữa. Nó giống như Venezuela bây giờ đó, thấy bắt đầu nó lu bu không, thì cái đó thì mình bên trong người ta mới biết, mà sao không biết mà thấy nó lu bu. Còn đa đảng thì tốt chỗ nào đâu, đa đảng chưa chắc gì tốt, giống như Pháp mà thấy nó biểu tình đảng này đảng kia, trời ơi nó đánh đập với nhau. Phát lên cái biểu tình liên tục mấy hôm tuần vừa rồi, vừa Ủa biểu ủa tình xong em còn xem đất nước cái trực tuyến nó quay luôn á, biểu tình kéo cái biểu tình liên tục thứ bảy chủ nhật là nó kéo biểu tình, tuần này không thấy, tuần trước có. còn đất nước của mình thấy có khi nào biểu tình toàn là bị lợi dụng chống phá, thấy người ta phát mấy trăm ngàn gì đó là đi biểu tình hô hào theo chứ, mà cũng biểu tình là vụ này vụ kia thôi chứ có thấy cái bản biểu tình mà nào mà đã đảo đảng cộng sản gì này nọ gì đâu, đâu không thấy cái vụ đó. Chính là người ta người dân người ta không không có phải là bất mãn cái chế độ, nhưng mà cũng có người dân họ bất mãn những người thực thi công vụ thì có. Về đất nước mình thấy vậy chứ nó đất nào không vậy, giờ cũng có người đúng người sai nhưng mà đa phần thì người 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 sai nó ít thôi. Bây giờ mình lôi Trịnh Xuân Thanh ha, ông này ông nọ gom lại ha, kể cả thời ngày xưa lúc không biết ông sanh ra chưa, Nguyễn Văn 12 thời đó đó cũng bao cấp đó, cũng tham ô đó, gom hết rồi được mấy chục người mấy chục triệu, mà có được mấy chục người mà trong cái hàng ngũ đảng cộng sản mà làm sai trái mà bị lôi ra xử trước pháp luật, cái số đó cũng ít. Thì thằng nào vũ nhôm đổ đồ này nọ đó, thằng nào làm nó chịu tại nó làm sai, Đúng dù rồi. nó là đảng viên đồ các cái gì mà tại nó làm sai thôi chứ đâu có đường lối nào mà chỉ đạo vậy. Cứ mỗi lần đại hội đảng thì những cái đường lối phương châm ta đưa ra phát triển kinh tế an ninh quốc phòng toàn là cái điều tốt không, thực hiện được như vậy thì nó tốt. Mà mình định định hướng luôn, mình định hướng luôn tới năm 2038 40 luôn, thì dù cái định hướng đó mà làm Bây giờ lựa chọn, định con cái hướng là lựa mình chọn cho đợt bầu cử 2021 ấy, cũng là một cái vấn đề rất là nghiêm ngặt đấy. Người ta lựa chọn con người cán bộ, đặc biệt là con người, mới là những gì phần ưu điểm của những cán bộ, người ta lựa chọn soi xét
và cả người dân người ta cũng được biết luôn đó. Để bầu đúng người và người làm được việc, những người không có khả năng người ta loại trừ luôn, kể cả trình độ chuyên môn hay là bằng cấp này nọ, có nhiều cái. Trước mắt á, vậy đó, mình anh em mình trước mắt mình thấy công an việc làm nó có nhiều để mình làm, có lương hàng tháng, rồi hàng hóa của bà con nông dân sản xuất ra bán được, đừng có bị mất mùa mất giá, hoặc là gì được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa, nó cũng lẩn quẩn bằng cái chuyện đó. Mình ông nào làm kinh tế cho giỏi lên rồi rồi sau đó cho sản xuất cho nó có hiệu quả, rồi có cái đầu ra cho sản phẩm mau giàu lắm, làm gì được là mau giàu. Nói bây giờ nó nói nữa nhà em nè, một cái là nhà lá với nhà tường chỉ cần để trúng 2 3 mùa thôi, trúng một sáng em trồng cái gì đó em trúng từng 2 mùa thôi là em từ cái nhà lá lên nhà tường được rồi. Giao chi bộ nói đúng rồi đó anh em mình, nếu mà có cái lập trường đó thì ok. Mình bây giờ anh em mình tuổi trẻ thời này thì mình giữ nước, ông cha mình dựng nước, bây giờ tới mình giữ nước, bây giờ mình giữ nước bằng cách là làm kinh tế tốt thôi, Đúng rồi. thực hiện tốt các cái nghĩa vụ của một công dân, ví dụ như tới tuổi mà này nọ học hành sau đó muốn thực hành nghĩa vụ quân sự cho đất nước, rồi mình làm ăn thì mình thuế má mình đóng cho đất nước đầy đủ. Mình bên cạnh đó thì mình cũng phải tự lực cánh sinh, cũng cố gắng đi tìm công ăn chuyện làm này không được thì làm cái kia, cố gắng lên, vậy là phát triển, mình đừng có dừng lại, cũng như là dòng nước vậy đó, chảy 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 hoài, mà có vật cản thì tìm đường khác chảy tiếp, chứ đừng có dừng lại. Dừng lại thì nó sẽ sững lại, còn nó không thì nó sẽ bị tụt hậu lại. Thì bản thân từng người một ý thức được thôi là ok rồi, để tránh ra các cái tệ nạn cờ bạc đồ ra, tránh tránh tệ nạn xã hội đồ ra, vậy là ok, bài trừ được qua cái ma túy rồi tệ nạn trộm cướp rồi đó thì bài trừ được thì đất nước nó yên ổn Muốn rồi. đánh Đi đang chưa oh. Nếu ai muốn đánh bạc vào casino còn ma túy hút chích thì thôi. mình đánh anh á, anh đi luôn tới casino ở bên chứ nó anh đi Hồng Kông, Hồng Kông Thẩm Quyến với Macau, anh đi luôn bên casino Macau. Ông đó ổng đóng 15% luôn đó, cái phần của ổng không có GDP ổng đã đóng 15% rồi đó, thành ra là mình mới thấy cái chuyện chơi của người ta nó hơi khác. Vô casino nó đủ thứ cái trò chơi, rồi có sân khấu, có người múa coi, rồi thuốc thì hút vô tư, rồi có người cầm nước đi bưng bưng bưng, rồi mình thích thì mình kêu lại lấy uống là phi. Thì giống như ở bên Hồng Kông nó qua nó chơi, nó đi cano qua nó chơi, kệ, ví dụ nó làm lương tháng được 10.000 đô là nó sống, là 5.000 nó đủ sống, còn 5.000 nó chơi trong phạm vi 2.000, nó biết là tỷ lệ là nó thua mà nó lấy cái số tiền nó bỏ chơi để làm mua vui cho nó vậy thôi. Người nó đánh có phòng, nếu mà vô phòng VIP đánh thì đánh xong, nếu mà không 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 chưa phân thắng bại khóa cửa niêm phong lại đi về làm ăn, rồi tuần sau hoặc tháng sau qua đánh nữa đó. Thì cái hình thức casino cùng hình thức cờ bạc hợp pháp nó có thu lợi cho chính phủ mà nó đem lại cái sự giải trí cho con người, nó khác. Còn mình ở đây mình vô lô đề ở trong anh bây giờ, vụ ban ngày là em đánh số đuôi ở trong đây nó có bao lô, ở đây mà đánh vô tư một ngày đánh xong tới 4 giờ sổ không thắng, không chiều đánh tiếp tục cái miền Bắc nữa 7 8 giờ thì sổ không được, tối đi ngoại hạng Anh đá banh, đánh suốt ngày, nó chơi suốt ngày Đánh thế thì có thời gian rồi mà làm ăn. cho nó làm ăn bây giờ, chứ nó cầm điện thoại nó bấm cái là nó chơi rồi nó thua. Em biết cái tỷ lệ, ví dụ như anh đánh số á, tức là ở trong miền Nam á, là em đánh 1.000 em đánh 10.000 em trúng được 800.000, 10.000 em trúng được 800.000, tức là 100 con số thì em mua một con 1.000 thì 100.000,
mà em đánh 1.000 thì trúng một con ngàn, trúng được 80.000 thì dĩ nhiên mất hết 20.000 rồi, 20% đó rồi đó. Thì em cứ chơi hoài thì em thua cái đó, và 20% nó để nó trang trải ra tay trên tay dưới này nọ người ta ra, mình bước vô cái cửa đó mình thấy mình thua đó. Nhưng mà đâu phải lâu lâu mình ngủ mình nằm mơ mình thấy cái gì đó ông bà cho mình con số 40 đi, thì mình đánh một cái 100.000, mình trúng 8 triệu, không trúng thì mình mất 100.000 thì cũng không là cái gì, thì mình ngưng. Vận may nó không may mình ngưng thì đó là cũng không thành vấn đề. Mà lại á, đánh 100.000 thua rồi bữa sau đánh thêm 200.000 300.000 để lấy lợi, cứ dồn như vậy hoài thì thua đúng vậy. Người ta ở cờ bạc bát thằng bần, bán cửa bán nhà ra đi mà ở, bây giờ đi người ta không cho ở đâu đấy. Giao chi bộ nói gì em? Tôi thấy thằng Thắng mong đừng hiểu lầm tôi. Tôi hay nói thẳng, mong đừng hiểu lầm tôi. Thắng mong là ai? Chắc nói em Hiểu lầm vụ gì? Sẵn đây có mấy anh em ngồi giải thích luôn đi. Em đang đọc chữ hỏi mới nói anh quên này gì? em đi tập tành. Một cái dân tộc nó có một họ hay nó nhiều họ ta? Mấy dân tộc ít người ở vùng Nhiều cao họ lắm, nhiều họ. á. Nhiều họ rồi 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 à, rồi cái ví dụ như à, người con gia đình lấy theo họ cha họ mẹ. Họ thì theo cha, như em họ theo cha nha, dân tộc thì theo mẹ cũng được. Người Kinh thì là lấy Em họ dân cha. tộc con của em lại lấy theo mẹ, một trong Là những dân tộc đặc biệt ít người á. lý do sao? Lý do sao mà cái đó tùy theo thôi, tùy theo gia đình mình muốn cho nó lấy họ ai lấy thôi đúng không? Phúc lợi xã hội, một trong 14 dân tộc rồi, thì thủ tướng đã nói rồi, bảo là quan tâm và chăm sóc cho những dân tộc đặc biệt ít người. Vợ em cũng là dân tộc ít người, chuyển luôn con sang dân tộc khác. À em ơi, cái ví dụ giao chi bộ này nói là nói thẳng thắn, mong đừng hiểu lầm. Xém nữa gì hiểu lầm rồi không, vậy anh em mình nhiều lúc ở trên cái mạng này rồi nhiều lúc cái chữ nghĩa mình viết nó không tròn hoặc này nọ được, cũng luôn hiểu lầm. Hồi lần cũng anh cũng lên mạng anh dụ dụ mới đầu anh giả bộ theo phe của anh đi chương nè Tân Thái, rồi anh giả bộ vuốt vuốt nó đặng anh vạch cái mặt nó ra, có số anh em hiểu lầm chứ tưởng mình phản động đâu phải. Mình muốn đánh 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 nó, mình suy nghĩ tìm cách mình đánh nó, anh giả bộ Anh còn nhớ cái khen thằng Hoàng Bí không? nhớ chưa, thằng đó nhìn nhìn mặt nó khó lắm. Cái thằng mà anh hỏi là chú cho anh địa chỉ để anh thử nó, nó đang ở Tây Nguyên mà trước sau thằng ấy vào vô tù đó. Cái thằng ấy là sau ấy, xong 2 tháng 9 bị bắt, giờ còn chưa Bắt chưa? chưa một lần. Đó. Thằng Cái đó là hai thằng tháng mà 9 nó bị bắt hả? của Mình cố chủ nhớ tịch nước rồi, cái mặt nó ốm nhom bành kia, gương mắt nó lộ lộ mấp mớp chứ gì. đó, Anh thì anh tưởng nó ở Đài Loan. không, cái thằng Đài Loan là cái thằng Thằng Đài Loan là không phải, thằng Đài Loan là thằng Hòa Bình. hòa bình rồi. Ừ. Còn cái thằng đó là anh ý anh tưởng vậy, nhưng mà cuối cùng nó ở trong nước. Bị bắt, hai Thằng tháng 9 bị bắt không? bị xử ngay. Bởi vậy là quá vắng nói chuyện thiên cơ lắm, chuyện nói chuyện tào lao mà, nói chuyện nó không có thâm độc gì lắm, nó chửi thẳng là nó chết sớm.
Vâng, chào chị Tuyết Nhung Phạm. Còn cái thằng vui vẻ cơ. Đấy, cái thằng kia nó chửi khá là côn, nhưng mà thời gian này nó cũng chuẩn bị tra tay vào còng rồi. Chào anh Nam Đế. Lại mất tích rồi anh Nam Đế. Anh nói với em là anh thì mày từ lúc mà tao lên mạng mà tao gặp cái thằng mà bên đây chưa lên Thái nó nói xàm xàm là nó bắt đầu bực mình, nó mới tham gia bắt đầu mới lên, mới có một số người họ họ làm như thế này thế nọ Facebook cái nó mới dính được em, dính người này kia mới tham gia. Mà bọn đấy nó nhiều lúc mình nghĩ là cái đầu mình cũng ngu, mình cũng từng thằng tham gia như là bộ đội đồ các cái, mình gia đình mình cũng truyền thống mà mình ngu cái chỗ mình đâu. Nghe nó nói mình hết hồn. À, nghe nói giật mình, trời trời, nói chết mẹ ơi. Đất nước mình thấy thấy rung rinh như ta, lu bu như ta. Cũng nó biểu tình, nó nói bộ đội bây giờ ôm súng theo nó rồi nó sập đổ mẹ nó, 2019 Trung Quốc bán này nọ đồ, nằm đi suy nghĩ lụa. Mình thấy mình cũng đang làm ăn bình thường mà sao dũng gì kỹ. Bắt đầu mới tức mới tham gia rồi đi sâu rồi vô diễn đàn của tụi nó rồi gặp anh em mình đó. Biết giờ tao thấy bình thường, bị tao hơi bị ngu, hơi bị sợ, sợ nó không nổi Nhiều nữa, người nó ngồi theo bọn nó tuyên truyền bậy vậy, nhiều người hoảng hốt đấy, như anh cũng bảo hoảng rồi chết. Nhưng mà nhiều người tao người đang ta biết thì người ta bảo là cái bọn ấy xàm bậy bạ thôi à. đang ở nhà tao đi vô cái diễn đàn, vô diễn đàn của bên đi trên cái nhỏ kia nó làm khách mời, nó lên mà không đưa mặt ra. Chú ơi bây giờ báo chú tin mừng nè, là lúc đó cái vụ ngày 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 mấy ta, ngày 4 tháng 9 hay gì đó mà nó nói giọng miền Tây anh, mà quỹ ban Tiền Giang thất thủ rồi, bây giờ anh em đã chiếm được quỹ ban tỉnh Tiền Giang rồi. Ủa, mà tao móc điện thoại tao điện gì dữ, tao điện điện về mà mấy mấy ông anh với của tao lại là ở Đồng Tâm, ở Đồng Tâm cũng cách xa, mày lấy xe mày chạy xuống dưới Mỹ Tho coi, này ngay vòng vòng quỹ ban tỉnh rồi mày thấy có gì không. Ủa mà thằng nhỏ chạy gần nửa tiếng đồng hồ, thằng nhỏ chạy với nó đâu có ở đâu anh hai, anh đâu mày thấy có quýnh lộ quýnh lạo có biểu tình gì không, nó không có bình thường anh ơi. Ủa tao nó tao mời tao lên làm khách mời, tao kêu nó chụp cái hình nó gửi qua, thằng kia chụp mà nó ở đây để cái bản cấm chụp hình nữa anh hai, nó mày chụp mẹ nó đi luôn chụp gửi qua. Má nó nói mình hết hồn, mình làm mình cũng bị khùng, mình nó điện nhà em mình xách xe đi, nó y như nhớ lại nhiều cái mình cũng ngu cái điểm mẹ. Bây giờ hết sợ rồi, hết nghe rồi, tao nói mày vô đó tao chửi không, vô trên diễn đàn mấy đó tao bấm tao chửi, tao nói ha, ê hàng một mắt có hổm mày kêu biểu tình không ai đi, cái đầu mày mệt mày nghỉ thời gian này mày lú lên nữa hả mày chửi la gai hoài mà sao nó không chịu bỏ đâu ra, không chặn đâu, cũng giá cho nó chặn cho rồi nó không chặn. bọn Còn nó thằng bây giờ Thái cũng không cho vậy, em lên đâu, chứ em vào sàm sàm tí là nó lốc hoặc là nó chặn em ngay. thằng Thái gì nó mới đầu mấy ngày đầu á với tao nó biết, bắt đầu nó biết là vạch mặt nó chửi nó rồi, cái đầu mấy bữa sau nó qua bên trăng ngồi đi, qua bên trăng ngồi đi lắc cho lên, mày là thằng cộng sản, mày là thằng cộng sản thế này thế nọ. Trụ mẹ hồi ảnh đưa lên tao đang bận đồ công nhân tao làm mà tao quay lên nè cộng sản không, ủa mấy giờ này làm chết con đĩ mẹ mới máy hồ, cái máy hồ mới ngưng đó chỉ đi nhá, đang làm đang sợ đồ xe vào mầm đó, tôi không phải là cộng sản, tôi nói ông tôi là người dân bình thường luôn, mấy ông nói không có đúng, mấy ông xuyên tạc tầm bậy tầm bạ, thay vì chuyện một ông nói hai người ta còn tin, còn này chuyện chuyện một ông nói 10, ông nói nó hút quá hút rồi. Ồ má đầu luôn là hồi hồi anh nói không được, không nói chuyện với thằng này, cho nó xuống mà lúc đó là mấy thằng kia ở trên kia nó bấm cho nó xuống đi, cho nó xuống đi mà tao chọc tức cho ảnh nói mà ảnh không cho tao xuống là ảnh bị mấy thằng kia chửi, mấy phe phe nó chửi nó à, rồi nói hỏi cho xuống nói âm binh nó ơi, nó nhiệt tình, nó rảnh rồi quá trời, nó không phải là cái tổ chức quan trọng cái tụi đó đó, tổ chức của mấy thằng kia quan trọng lắm, một số tổ chức giống như nó đạo Minh Quân thì nó quan trọng hơn rồi Đạo Minh của Quân, anh nữa là
của mà Phan Kỳ Nhơn rồi đó, một số người mà họ gọi là có một cái đồng hương, cái hội đồng gì chủ tịch gì ở bên đó đó, là đó là nó cũng có bài bản, nó cũng có đường lối, nhưng mà nó làm bản thân nó tự nó làm vòng vòng trong trong nội bộ của nó, rồi nó gom góp tiền, nó quyên góp rồi nó để làm cái hậu cần sinh hoạt vòng vòng nó, chứ không có Mỹ bọng gì đất nước khác, không ai mà chấp nhận nó, dân nó tỷ tử nó làm tự sướng nó thôi, nó không có quốc gia nào mà tiếp tay với nó về vậy, dân là chỉ có một cái là nó ghim vô vấn đề nhân quyền. Rồi nhân quyền thì cái đó là của Liên Hợp Quốc người ta làm rồi, nó không có được, nó đâu phải là thành viên đâu, là cái gì là cái toàn cái lũ mà âm binh gì không, lũ không mà nó là một số thành phần sĩ quan chế độ cũ mà nó còn thù hằn nó tới giờ. Chứ còn cái người con cháu rồi của mấy người đó giờ người ta cũng sống xa bên Mỹ, nó sanh bển gia đình người ta, mặc dù là Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà nó cũng làm ăn, người ta đâu có màng tới cái chuyện này, đâu màng tới chuyện chống phá gì chi. Chỉ còn mấy ông gạo cội đó mà già hết trơn rồi, ông lũ khú khú đế dụng cầm gậy chống chống người cầm mà nói chuyện nói không nổi, mà cầm cái phóng thanh nó phát lo ra nói leo que mấy người. Cho nên là nếu mà sự nghiệp chống cộng của tụi này nó không làm ra trò ra trống gì đâu. Rồi về mặt mà giống như quốc gia đi, sợ hay Trung Quốc này nọ xâm chiếm mình, nó nằm mơ. Thời buổi này ai cũng làm ăn kinh tế hết trơn, ai đâu mà một nước này đâu thể nào đánh nước kia vậy được. Muốn đánh nhau đâu có phải dễ. Hay là bây giờ có ông vua bà vua nào đứng lên tự xưng người tôi là ở trong nước Việt Nam giống như ông Đào Minh Quân vậy đó, đó rồi ai đầu theo làm tổng thống chủ tướng gì đó, rồi ai đâu lèo tèo có mấy mạng vài chục người đó, rồi riết họ chán, làm riết rồi tự họ chán họ tan rã, nó càng lên mạng nó càng nói thì người dân nó càng hiểu ra cái sự dối trá của nó, cái sự lừa bịp của nó. Chỉ trường hợp mấy cái người mà đất đai rồi bị giải tỏa rồi đòi nhiều đòi ít rồi bất đồng rồi nó mà dựa dựa theo cơ hội nó cầm điện thoại lên mạng theo tụi nó thôi, Bên mình thị ra trường quát đang thôi. cái tớt lai là chung 27-28 2019 xuống đường Việt Nam hấp hối họa mất nước, kết nối chia sẻ hành động tổ quốc danh dự trách nhiệm độc lập tự do hạnh phúc toàn dân, hay cùng nhau đóng lại trang sử đau thương Hoa Cộng sản. Đấy, Độc cái độc tớt lập độc đăng đĩ mẹ nó độc lập. Việt cho Nam mới các bạn là nó lấy cái đông câu mà có người, hơn 100 người xem mà gần 200 rồi. Chào chị Nancy Phạm. Việt Nam Cộng Hòa nó lệ thuộc Mỹ đó, cho nên cái khẩu hiệu mà độc lập tự do hạnh phúc đó là của mình à, rồi bây giờ nó lấy cái câu nó nữa, nó cũng lấy nhiều cái câu nói của mình lắm, của đảng nhà nước mình đã nói lắm, tụi này nè anh cũng để ý rồi. Chị Nancy, anh Hòa Bình Trần này này, vừa mới đi du lịch ở Sapa này, đi các tỉnh về á. Chị nếu mà về nước đi 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 thăm các tỉnh từ Bắc Trung Nam, nơi nào chị đi cũng có người người ta đưa chị đi thăm hết chỗ này chỗ kia hết á, miễn là tiền bo nhiều nhiều tí như anh Hòa Bình Trần á, cứ uống chầu cà phê bo 200.000 đấy. Thì khách tự đang ngồi vỉa hè bán tranh bán ảnh cứ bo 50.000, thì anh Hòa Bình Trần bo 50.000 thì chị bo 100. Vậy là vô tư luôn đó, tên đi phạm là ở trong nước ra ngoài nước nha em Đang ở ngoài chị nước anh, và à. chị ấy cũng tham gia đấu tranh này á đó. Chị Nguyễn Thị Phạm An Nhiên, nhiều Hôm chị em ở ngoài đó nó có cái đình, không phải là cái đình, không có cái chùa mà gọi là cái, tức là cái làng đó nó có hình như gọi là đình luôn. Cái làng nó có thời một thờ một cái người, một cái ông đó là ông cũng như là ông quan ông gì á, ông thần á, ông quan của triều đình á, là một làng ở ở ở, ở Thanh Hóa người ta
làng nghè, ở đình làng nghè đó, thì tức là ngày mùng 6 là bà con ở làng đó đi ra làm ăn tha hương thì cũng phải về cái làng lên nó cúng một cái. Cái anh lên, rồi anh lên tới, cái thấy thằng em ở địa phương nó lên nó cúng 200.000 gì đó, đi vô, xong cái mấy anh lại cúng 1.500.000, 500.000, 1.500.000, 2.000.000, thằng gì đó ha, cúng hết. Lấy cái bằng, lấy cái giấy ghi tên vô, họ tên, ghi vô công đức, cúng nhiêu tiền để ghi vô đàng hoàng. Vô châm trà, ngồi uống trà trong cái bàn người lớn. Xong cái đầu mấy ông đốt nhang cho mình vô mình lại đồ trong tổ đó, trong cái làng cái đình đó đó. Thấy cái phong tục á cũng hay, tết cái ta tụ về đó ta cúng à, mà con cái giống như tụi anh có ta hào phóng một chút cho đó, cúng thiện nó nhiều. Được ưu ái một chút. Cảm thấy sướng sướng, anh em đồ tập trung lại nói chuyện hỏi thăm Vâng, hôm nay luôn. em nghỉ chị À, đa à, số là thăm đền Hùng anh đi có cái tiền công đức ấy, cũng có cái thùng phiếu bỏ vào như vậy mà cũng nhưng mà con đi. cái này nè, anh nói cái này nè, nói cái này là anh nói cái này anh thấy anh chê. Có cái hay có cái không hay, tức là cái không hay ở trong anh, trong nam anh là đặc biệt là ở chỗ anh nè, là có cái gọi là cái di tích quốc gia là chùa Bà Núi Sứ, chùa Bà Chúa Sứ Núi Sam, đúng không? Nhưng mà khi em lên đó em bị chèo kéo, em bị người bán vé số, bán nhang, bán đèn, bán hương, họ họ neo nô lôi kéo em để em mua rồi làm nó hơi bị bắt nháo lắm. Ở ngoài đấy không có, ở ngoài đó Ngoài anh này đi người ta có anh Nguyễn ơi, bố Mỹ đến đây nhé chứ không phải là ba que đến đây, ba que đến đây chả ngại, bố Mỹ đến đây chính phủ Việt Nam, chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước người ta tiếp, chứ còn cứ tầm cái loại ba que Đào Minh Quân các thứ ra chỉ cho anh em dân quân này, dân phòng người ta tiếp thôi nhá Hải Nguyễn nhá, thôi ngoan các gác cháu. gác để hắn Nguyễn nó đừng cho nó đừng chặn nó gác cái vụ anh kể lát anh kể sao vì nói Hải Nguyễn nè nè nghe Hải Nguyễn nghe nè, đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho Ngụy Nhào nha, tiến lên chiến sĩ đồng bào Bắc Nam sum họp, vui nào vui hơn nha. Đừng có nói tới thằng Mỹ, tôi nói là Trung Quốc luôn nha. Thời kỳ lãnh đạo đất nước từng giai đoạn nó khác nhau, lúc nào kẻ thù thì là kẻ thù mà lúc nào bạn thì là bạn nha. Bây giờ ông với ông hàng xóm ông có thể là có cãi cọ quýnh lộn quýnh lạo nhau đó, ra công an rồi xử xong rồi, chẳng lẽ ông đi quýnh lộn với nhau hoài, cũng tới lúc ông phải bắt tay làm hòa đặng sống tình làng nghĩa xóm nhau chứ, đúng không? Thời của Mỹ, thời của Nixon, thời đó là cả cái thế giới này có nhiều cái đế quốc xâm lược, đi đánh khu vực này khu vực nọ, tấn công nước này nước nọ, làm thuộc địa của người ta nha. Thì lúc đó mình đứng lên, nhân dân mình đứng lên đánh lại, đánh đuổi giặc ngoại xâm để thống nhất đất nước. Còn bây giờ Mỹ là bạn với mình để hợp tác làm ăn, để phát triển cho đất nước của mình, cho nhân dân của mình. Bây giờ Hải Nguyễn nói muốn tốt cho dân dân Việt Nam hay không, muốn có công ăn chuyện làm hay không, thì phải bắt tay làm ăn với mấy thằng giàu thì mới có được cái công ăn chuyện làm, đúng không? Mà bản thân ông Trump, bản thân ông Obama, ông không có cảm thấy nhục khi bị Việt Nam đánh đuổi ra khỏi đất nước này, thua Việt Nam, mà ông trở về ông bắt tay với mình, ông làm ăn với mình, thì mình là người chiến thắng gì mà dạy gì không đưa dang cái vòng tay ra tha thứ để mà làm ăn phát triển. Mỹ với Ngụy gì? Mỹ với Ngụy đã tới Hà Nội đó. Để tôi nói cho ông nghe, tôi phân tích cho ông nghe như vậy rồi. Lúc nào bạn là bạn, lúc nào thù là thù. Mà
Ông là người Việt Nam, ví dụ ông sống ở nước ngoài đi, ông phải vinh hạnh người Việt Nam. Bây giờ một cái cường quốc trên thế giới và một cái đất nước được sự chú ý nhất của thế giới là Triều Tiên, một cái cường quốc trên thế giới là Mỹ. Mà tại sao hai người này, hai nhà lãnh đạo người ta chọn Việt Nam để họ đàm phán? Cái này ông phải vinh hạnh chứ ông đừng có biểu đuổi Mỹ. Đó là không phải, nói vậy là sai. Ha. Ra đánh cho nó chạy đi. Không, đã nói rồi, bây giờ ông có lỗ tai ông nghe không? Tôi phân tích cho ông vậy, ông muốn phân tích làm sao nữa? Lúc nào thù là thù, lúc nào mà họ giày xéo đất nước mình ha, đem bao nhiêu bom đạn giày xéo đất nước mình, rải rác đau thương, chiến tranh đau thương tăng tốc đất nước mình, họ là kẻ thù thì nhất định mình phải đánh họ đi. Còn bây giờ họ giúp đỡ mình làm ăn, không phải họ giúp đỡ, nó tôi nói giúp đỡ cũng là sai, tức là hợp tác làm ăn hai bên cùng có lợi thì họ là bạn của mình, họ coi mình là bạn, mình coi họ là bạn, làm ăn với nhau vậy thôi. Trung Quốc cũng vậy, Mỹ cũng vậy, Trung Quốc cũng từng xâm lược, từng đánh mình, cũng từng giúp đỡ mình trong chiến tranh mà thống nhất đất nước, rồi cũng từng đánh mình, nhưng mà họ bây giờ họ phát triển làm ăn, dân số họ đông, mình xuất khẩu được qua họ nhiều, mình đem lợi nhuận về cho đất nước mình nhiều thì mình bắt tay mình làm ăn thôi. Đúng rồi, ngay cả Nhật Bản ngày trước cũng đánh Việt Nam mày. Tao là người Việt Nam mày, chứ tao không phải cộng sản mày, không phải, tôi cũng không phải cộng sản, thằng em đây Dương Di đây nó cũng không phải cộng sản, nhưng mà mình là người dân, mình có nhận thức, mình nói lên được cái chuyện đúng chuyện sai. Hai đứa con của ông Ngụy tới trung tâm thủ đô của Hà Nội đó, ra đó mà đánh cho nó chạy tụt quần đi, mệt quá mệt. Ông nói tầm bảy tầm ba hồi tôi chán, tôi hết muốn trả lời ông. Bây giờ nè, tôi nè người dân bình thường nè, nè tôi giới thiệu với ông nè, tôi là thằng Trần Hòa Bình, tôi sống ở đất thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thành phố Long Xuyên là quê hương của bác Tôn Đức Thắng đó nha. Tôi đang làm nghề nghiệp là xây dựng, tôi không dính líu tới nhà nước, không có làm gì của nhà nước. Bây giờ ông hỏi tôi cái gì về đất nước này đi, tôi nói cho ông nghe. Và ông nói gì cái gì đất nước này sai đi, rồi tôi nói cho ông nghe, đúng chỗ nào tôi nói cho ông nghe. Ông nói chuyện ông chửi rồi lũ mày biết, lũ cộng sản xấu nên không dám. Không phải, nếu mà tôi được là đảng viên đảng cộng sản là tôi nói với ông tôi khoe liền. Bởi vì nếu là tôi là một đảng viên đảng cộng sản là tôi phải có cái tư cách đạo đức tốt, tôi tuyệt vời lắm tôi mới là được đảng viên đảng cộng sản, đó là tôi tự hào tôi mừng nữa. Còn này tôi không phải, tôi nói không phải, tôi được đảng viên đảng cộng sản tôi mừng, nhưng mà tôi hứa ông tôi không bao giờ vô đảng được, là tại vì tôi ăn nhậu nè, thậm chí tôi đi chơi bời chơi gái luôn, tôi đánh bài luôn đó, rồi tôi đánh lộn nữa à, ra quán nhậu nào không phải, không phải tôi đánh lộn nữa. Như tôi đâu phải là đảng viên, đảng viên không có như tôi, đảng viên họ tốt hơn tôi nhiều lắm, cho nên tôi không có đủ tư cách là đảng viên nữa. Chửi nữa, quên nói chuyện kỳ với ông nội Thái Nguyên ơi, lũ Thái cộng Nguyên sản sản ừ. Cái gì viết có dấu được không ông nội, đặng ăn đọc coi, mà không có dấu khó đọc hả mẹ. Lũ cộng sản xấu xa và ngu như bò đó. Không chửi, ông chửi tôi đi, tôi là có người đất nước tôi, con cháu của Bác Hồ, tôi lịch sự lắm. Bác Hồ dạy tôi 5 điều, Bác Hồ dạy điều 1 yêu tổ quốc yêu đồng bào, điều 2 học tập tốt lao động tốt, điều 3 đoàn kết, tốt kỷ luật tốt, điều 4 giữ gìn vệ sinh thật tốt, điều 5 khiêm tốn thật thà dũng cảm, vẫn ghi trong đầu. Cho nên nói chuyện kiểu ông tôi nó không có được, bác không có dạy tôi nói vậy ha. Không chữ lũ này lũ nọ gì ngu như bò gì, chưa biết ai ngu hơn ai, tôi không nói tôi khôn, nhưng mà tôi biết là tôi sống được, tôi làm được, tôi phát triển được cái nỗi đến Việt Nam này, tôi không ngu rồi chưa chắc thì tôi ngu hơn ai, nhưng mà nói khôn hơn người khác tôi không dám nói. Chị Hoàng Thi nói câu chuẩn cộng sản ngu mà lão Trung qua ôm chân cộng sản mới ghê ca đó. Thái Nguyên nghe thấy chưa? Không, ông nói ông Hải Nguyên ông nói gì đó, tôi đọc thôi sơ sơ là tôi cũng biết ông đang sống ở ngoài chứ không phải sống trong đất nước Việt Nam. Cái nhất thứ hai Không có là cái anh. luận điệu của ông là luận điệu phá hoại xuyên tạc. Tôi nói tôi không ưa gì, không nhất thiết thì tôi phải ưa đảng cộng sản ưa dĩ dân á, nhưng mà đất nước bây giờ là đang hòa bình, đang thống nhất, yên ổn, làm ăn, độc lập, tự chủ, tự quyền, không có nhờ vả thằng nào trên thế giới này hết. Bởi vì đảng cộng sản đã khôn cho nó. Còn đảng cộng Việt Nam Cộng Hòa ngu ở chỗ là dựa vào Mỹ,
khi dân Mỹ nó bỏ rồi là chết liền. Còn bây giờ đâu có dựa vô ai, đâu có dám dựa Trung Quốc. Dựa Trung Quốc lỡ Trung Quốc nó bỏ là bị nước khác nó đánh đánh sao, thậm chí Campuchia đánh luôn đó. Nhưng mình mày phải tự mình đứng vững trên đôi chân mình phải tự lập tự cường, mình mạnh bằng sức mạnh của mình thì không nào dám đánh mình hết ha. Bây giờ ông nè, tao đang ở Hà Nội nè mày, không biết ông nói gì ông nói kệ, nhưng mà tôi biết khẳng định một điều, ông Hoa không phải ở Hà Nội chắc 100% rồi. Mẹ tôi mới đi Hà Nội về mới đi thăm Lăng Bác về nè. Nè tôi nói ông nghe nè, ông nhìn hình nè, nhìn hình kỹ nha. Ông thấy Bác Hồ không? Sau khi hoạt động rồi á, đi đi về thăm lại cái nơi nơi chôn nhau cắt cúng mình, mà thấy cái nhà người ta nhà nhà lá không, thấy người ta giản dị không, thấy người ta vì dân vì nước không, mà ta mang là mang đôi dép, mà đôi dép gọi là dép râu, đôi dép bằng 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 vỏ xe cắt ra mang cho nó lâu nó bền. Bác về quê bác á, ở địa phương á, họ đòi trồng hoa trước cửa nhà của ba của mẹ bác để cho nó đẹp. Bác nói á, các cháu á, muốn trồng hoa đẹp á, thì các cháu cứ trồng khoai lang, trồng một vườn khoai lang trước cửa để làm cái gì, khi hoa nó nở lên thì đẹp, nhưng mà khi nó hoa nó tàn rồi thì mình đào lên mình lấy củ mình ăn, mình no bụng, mình ngắt cái đọt đó mình luộc mình ăn cũng no bụng. Có thấy một cái lãnh tụ nào mà họ vì dân tới như vậy không? Đó, ông rơi nước mắt luôn. Tôi nói ông á, nếu có điều kiện ông về Việt Nam đi. Tôi bây giờ tôi mới vừa thực hiện cái một chuyến đi từ Bắc vô Nam, tôi đi bằng xe nhà, tôi ghé đâu tôi ghé mà. Ông thấy đất nước của Việt Nam mình nó hùng vĩ, nó đẹp lắm ông Hai Nguyên ơi. Ông vô thăm những cái nhà của bác, nhà sàn của bác làm việc, ông thấy một cái nhà lãnh tụ mà sống đơn giản, sống giản dị, tập trung cái đầu lo cho dân cho nước. Ông thấy vô cái nhà của bác, ông thấy cái gì nó cũng có cái hồn ấy, cái gì nó cũng linh thiêng, cái gì nó như làm cho mình xúc động, mình rơi nước mắt. Ông về Nam Đàn đi rồi ông sẽ thấy cái nơi mà cái bộ vạt mà để mẹ bác mà mang bầu tranh ra bác, chiều dài nó chưa được 2 thước, chiều ngang nó chưa được 8 tấc, nó đơn sơ nó giản dị mà nó lại sanh ra một vị anh hùng của một cái tổ quốc của mình. Ông cứ rảnh đó, thì ông về Việt Nam một chuyến đi rồi ông sẽ thấy ha. Về Việt Nam đi, cứ về Việt Nam thì sẽ thấy, thứ nhất là về tìm hiểu về lịch sử của mình, đặc biệt là giữa Bác Hồ, rồi hai nữa là ông cứ tìm hiểu về đất nước mình, ông nhìn thấy bằng con mắt của ông có nó phát triển như thế nào ha. Ông ở Hà Nội thì ông qua Hồ Tây ông thấy nhà cao tầng lúc trời cao tốc Nội Bài Hà Nội, Nội Bài Lào Cai, đường xá rộng rãi, thì ông ở Việt Nam ông phải nhìn thấy rõ cái đó chứ, tại sao ông nói như vậy được. Thì ông ở Việt Nam thì ông ở đâu, ông ở đâu thì ông thấy phát triển ở đó, hiểu không? Ông đừng có chối cãi, ông đừng có nói như vậy, cái đó là ràng ràng trước mắt rồi. Với một cái đất nước không anh hùng, đất nước không phát triển, một đất nước không phải là hình mẫu, thì ông Trump với ông Un không bao giờ về Việt Nam để mà bàn bạc cái chuyện mà hòa bình thế giới này đâu. Chính là cái người mà lãnh đạo ở đất nước ông mà ông còn chưa tin tưởng họ nữa. Họ tin tưởng Việt Nam mà ông lại không tin tưởng họ là sao? Ô nhiễm là ông nói gì vậy, tôi biết nói dốc mà. Nè, ra Hà Nội nè. Bún măng, bún chả ha. Rồi ăn gì, tao ăn thịt chó vô gì quên nè, thịt chó gì á. Ngon lắm. Nguyên là thịt chó, ngon lắm. Gì quên rồi, trời tức quá. Ngon lắm, không có ô nhiễm đâu. Tôi nói ông đừng có nghe nghĩ người ta vậy, ô nhiễm ô gì, khách sạn là ha, trời ơi ở sạch sẽ ha, trời nói chung nó đã lắm ông ơi. Tối ông đi ra Hà Nội đó, bây giờ ông ở Hà Nội nè, ông ra ngoài ông coi ơi, bây giờ sao đường sáo cờ hoa lộng lẫy ha, hoa tươi ha, rồi hình ảnh của hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau, rồi trời se se lạnh lạnh, ổng ngồi mấy cái quán có mấy bà cụ mà bán 1-2 cốc nước trà đồ nhỏ đó uống, rồi ổng nhìn thấy đường phố ha,
thanh niên trai gái nam nữ đi chơi, rồi khách nước ngoài họ đi bộ ở Hồ Gươm, chỗ 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 mà thờ con rùa đó, con rùa mà ông rùa mà ông mới chết mà người ta đem lên ta thờ luôn đó. Nó trời ơi, nó xuống đất nước mình đẹp lắm Hai Nguyễn ơi. À, đang thịt chó đau bụng. Phát biểu như Hải Nguyễn là không À, Nhật Tân, Nhật Tân, à, cảm ơn Hoàng Thi, Nhật Tân, Nhật Tân, ghé Nhật Tân ạ. À. Nhật Tân, những kẻ như Nhật Hải Nguyễn là thuộc Tân. À, kiểu là mỹ màu, ba tộc mỹ tôi màu nè, tôi đó trong một dân trăm hạ phần trong trăm thế Hải, giới. 100% Hải Nguyễn chắc cỡ 20 năm chưa về Việt Nam mới nói kiểu này kiểu nọ vậy, chứ ông về Việt Nam rồi là tự nhiên trong đầu ông tắt liệm cái tư tưởng ông liền. Ông chỉ cần trên máy bay ông nhìn xuống tới sân bay Tân Sơn Nhất hay hoặc là sân bay Nội Bài thôi là ông bỏ cái tư tưởng ông liền. Hải Hồ Gươm Nguyễn là là mấy hơn 2-3 năm không về nước mẹ rồi đấy anh ạ. nói Hải Nguyễn nó lính quýnh rồi, nó lính quýnh, nó đánh, nó bấm chữ bấm không được luôn kìa. Tao đang nói gì mà Việt Nam vậy, Việt Nam, Việt Nam nó bậy bạ không chơi nè. Nè về Việt Nam vô miền Tây tôi chơi, tôi hứa ông tôi dắt ông đi chơi anh Chiến. Vô miền Tây đi tôi dắt ông đi chơi anh Tây Chiến cho ông thấy đất nước phát triển, dắt ông ra Phú Quốc chơi, chừng nào ông thấy được thằng Trung Quốc nào nó cắt nhà ở ngoài Phú Quốc à là ông muốn làm gì tôi không làm. Bây giờ nói chuyện đàng hoàng đi, ông với tôi thì đi với mày tao gì không nói bao nhiêu tuổi, ông đâu ông đánh là bao nhiêu tuổi, chứ tôi năm nay tôi 49 tuổi, tôi sinh năm 71. Không phải mày muốn mày ơi mệt quá, tao nói tao mới đi Hà Nội về nè, mới đi Hà Nội về nè, bay đã để bữa nổi nè, tôi ở Cần Thơ tôi xuống sân bay Cần Thơ tôi bay Vietjet, không phải bay Việt Nam Airlines, Vietjet nó rẻ hơn nhưng mà nó cân hành lý, còn Việt Nam Airlines nó không cân hành lý. Bay Việt Nam Airlines ra sân bay Nội Bài rồi xong rồi có xe rước về Hà Nội. Ông nói gì, ông nói gì không đúng Hoàng Nguyễn ơi. Ủa? Trời ơi, có ngày lên đây chửi người ta hoài. Ủa 43 em út tôi rồi, 43 tuổi nhỏ rồi, chỉ vì tôi Anh lớn hơn ông rồi. Đây nó nè làm gì Hải Nguyễn à, cắt cỏ ở sân golf suốt ngày khoe Hải Nguyễn xe à, khoe của chủ nó với bằng chú bằng Nguyễn đấy. Hải Nguyễn 43 tuổi rồi thôi, nó để nói cho Hải Nguyễn nghe là mình từng là bộ đội, từng là trinh sát biên giới chiến trường Tây Nam Campuchia, mình hiểu thấu được cái chiến tranh ha, ý là thời tôi là thời bình rồi đó, chỉ rằng Tây Nam thôi mà mình hiểu được, cho nên á xây dựng đất nước tốt được thì xây dựng phải tránh cái chiến tranh ha, đừng có ham lật đổ gì hết ha. Thấy mày nói láo chưa, mày nói mày đi xe không mà ông nói bậy, tức là tôi nói là hiện giờ thằng em tôi á nó ở ngoài Bắc nó vô trong Nam nó làm, rồi bữa 26 Tết đó, gần Tết đó, nó mới lấy xe ô tô nó mới chở mấy đứa em nó về ngoài Hà Nội, về ngoài 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 Ninh Bình Thanh Hóa, rồi tôi á ở trong đây tới mùng 3 Tết á, tôi cúng ông bà rồi xong á tôi mới lên xuống sân bay Cần Thơ tôi bay ra ngoài đó qua Nội Bài, nó thằng em tôi mới lấy xe lên vô nó chở tụi tôi đi vòng vòng từ Lào Cai chở ngược về trong miền Nam lại, còn mấy thằng em của nó thì đi máy bay vô bữa nay đi làm rồi, hiểu chưa? Không phải thì nói là nói bây giờ mình bay từ 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 Cần Thơ bay ra ngoài rồi mới đi xe từ ngoài đi về vô lại, hiểu chưa? Nó dốc làm gì để trời cũng giữa bơi nè, tôi đi tôi mới mua mới mới được tặng cái tấm ảnh này tôi đem về nè, tôi đi vào ở Vinh nè, tấm hình này ở Vinh đem về nè đó. Người miền Nam không nói láo, trời trời tôi đâu có nói dốc đâu mẹ, nói gì không chưa tin nữa khùng nói gì. Thì xuyên Việt ông nội ơi, ông nội đụng đẩy mẹ con bay từ Cần Thơ bay ra Hà Nội, từ Hà Nội con đi xe ngược vô đây, lính của con nó lấy xe nó chạy từ ở trong đây nó đưa mấy thằng lính nó về ngoài ăn Tết, rồi để lính ở ngoài đi máy bay vô rồi con bay ra ngoài gần đi xe ngược vô đây được chưa ba?
khủng này khủng lắm, khủng như thằng thế này các bạn ơi. khủng hơn Thôi Hùng ngán Lân quá. chứ nó thân Thái bên đi trường lắm với thằng GMF. Hải Nguyễn gặp thằng Thái với bên đại trường mày hỏi biết thằng Hòa Bình Trần không, tao từng đạp đổ nó mấy lần rồi đó, tao dụ dụ nó, tao đưa 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 lên, tao đạp nó té xuống mấy lần rồi đó, giờ gặp mặt nó sợ rồi. Này khùng quá, Hải Nguyễn này khùng nhiều quá. Bị gì hơi. Ở Việt Nam nó gọi là man man đau đó. Mày bị man đau thôi. Việt Nam gọi là man đau đó. Mày 43 tuổi, tao 49 tuổi. Tao sanh trước mày 6 năm. Ơi. Bây giờ nè, mày bỏ chuyện đó đi, chuyện cá nhân bỏ đi. Bây giờ Qua tao từ mày đây năm nè, em bữa nay anh rảnh nói chuyện. Rảnh nói chuyện nè. Nghèo rớt mồng tơi gì ông nội, nghèo mẹ mẹ tao làm cái gu quá đó, nhà cửa đâu nè, đâu nghèo đâu nè, tao đéo nhà này, nhà tao đéo đẻ lắc nè, thấy vàng không, bốn cây vàng á. Nè nè này, mấy cây vàng đâu nè ông nội, nghèo đi. Người dân Việt Nam á mà cỡ như tao đi làm hồ á, đi xách hồ làm cu ly rồi làm thợ lên làm thầu luôn mà tao còn vậy đó, tài sản đâu cũng bềm gì cũng được một vài tỷ đó. Thấy sống sướng không, thấy Việt Nam sống sướng không, từ cái thằng cu ly đi xách hồ lên làm thầu đó, ở đâu còn còn có cuộc sống nó vậy đó. Đó, nhà quê đúng là tao An Giang miền Tây mà, nhà quê với tao cũng đi được nhiều lắm nha mày, đi chơi nhiều nước trên thế giới lắm rồi. Mày biết Sentosa không? Ở Singapore không? Tao ở đảo Sentosa mấy ngày đó đó. Đó, rồi tao ra vườn chim, vườn thú quốc gia tao chơi luôn. Đó, còn Malai hả? Tao muốn đi giờ tao đi. Từ mà cao nguyên Gangtin tới động Batu, tới xuống miền Nam, xuống khu vực mà của mấy thằng Tây Ban Nha đồ đô hộ rồi đó. Tao đi nhiều. Chưa chắc nhưng mà đi hơn tao. Đúng không? Cho nên á, bây giờ nói gì? Mày nói gì? Cái gì? Mày kêu tôi đánh ông Trung, đánh Mỹ. Đâu đánh gì? Mỹ nó làm ăn ở đây lâu rồi, khỏi cần đợi ông Trung vô đánh. Mỹ là không đánh, đang làm bạn. Ngụy, Ngụy giờ không đánh. Biết bao nhiêu người lính Việt Nam Cộng Hòa sống quanh xóm tao nè. Họ đi ghép, họ cải tạo, học tập xong xuôi, họ trở về, họ làm ăn, họ làm giàu luôn. Giờ họ nuôi cá ở An Giang, mà ở Mỹ mà ăn cá tra là cá tra An Giang đâu đó, cá tra xuất khẩu tỉnh An Giang rồi xuất khẩu ở Mỹ đó, lúa gạo là ở An Giang đâu đó, là dựa lúa của tỉnh của cả nước luôn nè, dựa lúa cả nước đồng bằng sông Cửu Long này là của tao, của tỉnh tao nè, mày ăn gạo là cũng gạo bên tao đó. Anh Nguyễn nó viết cái comment này, đọc anh nghe xong anh nói về ông Vương Văn Thả cho hắn nghe luôn nhá. Ông Vương Văn Thả mà thay đổi á, ông đập thằng này mày một trận đấy. Tao quỳ tao lại mày, Hải Nguyễn ơi, tao lại mày, tao ở An Giang mày hỏi ông Dương Thả mày biết con cặc gì Dương Văn Thả, đụ má thằng Vậy mày. Này có ổng á là ở xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang, ổng là đạo hòa hảo thuần túy mày hiểu không, mà ổng là chống phá, ổng nghe lời Đào Minh Quân, ổng chống phá 30 tháng 4 năm 2017 ổng đòi đi biểu tình lật đổ, hiểu chưa, ổng nghe lời nữa phong ổng cấp hàm tướng tá gì đó, ổng như con nhỏ con, tao nói tao gành lắm mày không nói bằng thân tao đâu. Trời ơi, con Dương Thả là con nhỏ con gái tên con gì trời, ở sớm tao không biết sao được vậy, ở gái với thằng con trai, thằng con trai ổng thì nó sửa xe bên An Phú á, con Thảo á, là con Thảo á, là con như con ổng còn còn hàng hàng sửa xe em Phú là hàng rể mày hiểu không, rồi giết cả xóm không có ai dám chơi ổng luôn, cũng như là ổng quậy phá ổng chửi quá trời rồi, rồi á, người ta cái bà bán cá bà đem hụt gì bả nói ổng đem người dân á, người ta đem hụt dịch thúi ta chọi vô nhà ổng trốn trong nhà luôn, rồi ổng làm quá đợt đó công an lên mới bắt ổng, mới dây ổng mà là ổng mới để cái bình ga
vừa thêm hai thằng ông nội ở dưới thốt nốt này lên nữa, hai thằng lên tụ tập với ổng nữa, dính vô đó luôn. Mà hai thằng đó ngược lại á, ông Đào Minh Quân cũng nói là điều điều hai vị sĩ quan cao cấp cấp tá lên hỗ trợ cho ông tá. Thúng má nó nhìn này nó hết hàm luôn, nó mà tá ông nội nữa tá à. Rồi xong khoảng 3 ngày, khoảng 3 ngày mới kêu ông xui, mà ông giữ bà già ông ở chổng nữa nha. Ông giữ bà già ở trong nhà mà bà già bị mệt. Ở xã mới lên, xã mới lên mới cầm cái lo phát lo vô, bây giờ á đưa cho bà già ra đặng người ta điều trị, ông không cho đưa ra. Rồi ông xui với ông á mới nói á, má ông thứ mấy tự nhiên nó quên, nãy làm hồi tôi sốc quên. Anh như là anh 34 vậy đó. Anh thả con Thảo nó có con nhỏ cho nó ra đi, anh nghe lời tôi đi. Nói chung là dòng họ ổng lại cầm lo kêu ổng luôn, kêu mấy ngày trời luôn, ổng cứ cố thủ vô hoài, cuối cùng mới lại cắt điện cắt nước, rồi ổng lại chim lên nữa. Nói chung là đó đủ thứ chuyện, rồi cuối cùng là bắt ổng, bắt ổng mới đem xuống tòa án xử, bắt rồi điều tra mới xử. Lúc điều tra ổng mới khóc, ổng nói trời ơi tôi lỡ tôi nghe lời ông Đào Minh Quân là hứa là. Nhưng mà trong cái lúc bị bao vây đó nha, là lúc đó không ai cứu ổng rồi. Đào Minh Quân không không điện thoại cứu ổng, ổng mới chửi lại, ổng chửi Đào Minh Quân quá trời chửi luôn. Ổng không tin tưởng cũng chửi, mà lại ổng ổng kêu á là ổng kêu mình á là phải bầu, là bầu mỗi người dân phải bầu lá phiếu được 1 triệu 2 triệu phiếu gì đặng cho ông nội kia ông làm ổng đóng vậy đó. Ổng kêu dân vậy đó. Ổng quá kể tới nó mất cười. Rồi cuối cùng ông bị bắt, ông xuống đây ông điều tra, ông nói tôi biết là giải phóng vô hồi đó trước giải phóng cực khổ lắm, rồi nhà có Bác Hồ, rồi giải phóng vô rồi đưa ruộng đưa đất đều làm ăn. Trời ông ngồi ông khóc như mưa. Tới bữa xử ông á thì ông cũng mười mấy năm á, 2-3 năm gì đó. Còn con năm. Nhỏ con Thảo, còn con Thảo á thì nó được 3 năm mà nó hưởng án treo. Nó có con nhỏ, cuối cùng nó về trên quê lại thì anh em tụi tao ở xóm với này nọ, lúc mà bà già ổng bệnh á mới đi gom tiền, gom tiền cho bả xuống cho đốc nằm đó. Rồi cuối cùng á là con Thảo nó mới trốn qua Thái Lan, nói với chồng nói đứa con trốn qua Thái Lan ở bệnh. Nó được thì con em đi hỗ trợ đưa chạy trốn qua đường Campuchia qua Thái Lan. Vâng rồi đó, rồi hỏi cái gì nãy gì hả Nguyễn, mày nói tao nói đúng không? Đó, tao ở An Giang này mà nó nói đúng không? Mày còn chưa biết gành bằng tao, nó mày biết trên mạng thôi chứ mày biết có con mẹ gì. Nó nói thiệt. Ủa thế biết được gì? Bây giờ ở tù, ổng ở tù. Còn con Thảo này, con nhỏ này nè, hồi lúc ở tòa nó nói chuyện á, nó về địa phương á, địa phương nói chuyện á, làm địa phương phải xuống xuống nhà nó rồi cho thằng chồng nó đi, đi đi tạo điều kiện làm ăn cho hai vợ chồng nó nữa. Giúp đỡ nha, địa phương là giúp đỡ thằng chồng nó, còn nó thì giúp đỡ cho nó nuôi con để đủ để nó đi chấp hành án. Mà nó nhỏ đó, nó không được, nhỏ thấy mặt nó hiền hiền cũng được. Trời ơi trời, xứ tôi không biết nội tôi, bên Vĩnh Trường, nó bên kia đi qua đò qua tới rồi. Bây giờ Hải Nguyễn bị tao bắt cái quê cũng trốn mất tiêu ở đâu rồi đó. Đó nói đang nói cái gì phải nói cho nó rõ ràng, nhưng thả nào quýnh tôi. Trời trời, mình sống mình làm ăn bình thường đàng hoàng thôi, ai dám động tới mình. Thậm chí lên mạng này mình nói gì cũng bình thường, mình muốn nói cái sự thật thì mình nói thôi, mình đừng xúc phạm tới ai. Tôi chưa từng biết mà chửi với ông Nguyễn Văn Thiệu hay là chửi với đồ cũ, tại vì tôi rất là tôn trọng mấy người đó. Tôi nói ít nhiều gì người ta cũng là một vị lãnh đạo, mà tôi tôn trọng nhất là ông Nguyễn Cao Kỳ. Ông nói những lời nói rất là đúng đắn đàng hoàng. Thời ông nắm chính quyền, ông vẫn chỉ huy Bắc tiến, ông đánh được thống nhất đất nước. Mà ông đánh không được thì miền Bắc thống nhất được thì ông cảm ơn là anh em nước Việt Nam mình không mất đâu hết. Đó là ông đó, ông nói chuyện rồi ông về Việt Nam ông làm ăn, rồi Cao Kỳ Duyên về đây làm MC ca nhạc đồ này nọ. Trời ơi trời, cái những cái người đó mà mấy ông không học hỏi, mà mấy ông lại đi đi nghe những cái lời tuyên truyền bậy bạ không mà chết luôn rồi trời. Hỏi chứ bây giờ dù gì người nào đi, người Ngụy người Việt Cộng gì đi thì cũng là anh em máu đỏ da vàng với nhau. Trong khi á là vừa giải phóng vô á là Mặt trận Giải phóng Dân tộc miền Nam, thì chính là những người đó là ông cha tôi, gia đình cách mạng mà đi kháng chiến mà.
ngay lập tức là có cái nghị quyết xóa bỏ hận thù liền. Chứ nếu mà không xóa bỏ hận thù đó, là gia đình tôi về bắn mấy thằng đồn trưởng ở ở trên Vĩnh Sương chết mẹ nó. Xóa bỏ hận thù liền là bắt tay vô là ai đi học tập cải tạo đường lối chính sách mới, rồi ai tăng gia lao động sản xuất này nọ đồ làm để phát triển đất nước. Đáng lẽ cộng sản họ phải thù mấy ông mới phải, còn đằng ngược bây giờ cộng sản không thù, mà chính là chính phủ người ta ra cái nghị quyết để đưa cái đồng bào gì hòa dân hợp hòa giải dân tộc gì, đưa đồng bào Việt kiều đồ về nước. Có những người lầm lỗi chống cộng mà chống tới bến luôn mà họ về đây, ví dụ như cái gì, ví dụ như Nguyễn Ngọc Lập đúng không, Nguyễn Ngọc Lập rồi một số nhà báo này nhà báo nọ đồ ở bên đó đó, Nguyễn họ Ngọc Lập. từng chống cộng đó, họ từng chửi đất nước nó, mà bây giờ họ về tạo điều kiện cho họ ra ngoài Trường Sa họ chơi, họ thăm giàn khoan tất cả các đảo, họ thấy rõ ràng là dân Việt Nam mình đang sống ở đó, bộ đội hải quân mình đóng quân ở đó, giữ gìn biển đảo, giữ gìn chủ quyền của mình ở đó. Rồi họ vô trong đất liền, họ đi thăm nhà của bác về Cao Lãnh thăm bộ cụ Nguyễn Sinh Sắc đó, ba bác Hồ ở chôn đó đó. Rồi họ đi vô Dinh Độc Lập, rồi họ về Nghĩa Trang giành khăn gì mà ở Nguyên Hòa của chế độ cũ đó. Đúng Trời ơi, rồi, họ đi khắp xứ hết trơn. vào cái Nghĩa Trang Biên Hòa anh, thì em thấy ông Nguyễn Ngọc Lập đi cùng với Nguyễn Thanh Sơn. Nguyễn Thanh Sơn nói bảo là đấy, mộ của anh em của các ông ở đây, chiến sĩ đồng đội các ông ở đây, mà người dân chúng tôi, đảng nhà nước chúng tôi chăm sóc thì mới có được những ngôi mộ nó như thế này, ông có thấy chưa, mà các ông chăm sóc không. Đấy là em xem trực tiếp hôm Nguyễn Thanh Đó. Sơn nói với Nguyễn Ngọc vậy đấy. Những người là đứng hai chiến tuyến với nhau, là bắn giết với nhau, kẻ thù với nhau, nói chung là chiến trường là phải có chết chóc. Mà khi mà kết thúc sự việc rồi á, ông thấy không? Rồi hòa bình rồi là họ thương yêu giúp đỡ đùm bọc với nhau làm phát triển. Ông là ông ở Mỹ, ông không học theo cái kiểu người Mỹ. Ông thấy boxing không? Đánh võ đài không? Hay là MMA đó, đánh không? Đụng mới lên so găng hát cái bụp một cái là đánh nhau rồi chết sống đổ máu luôn, đánh quyết đánh đánh như là mày đâm cha giết chú tao đánh. Nhưng mà khi đánh trận đấu kết thúc, trọng tài đưa người bên thắng bên thua rồi thì họ ôm nhau liền, ôm nhau liền ngay tức khắc. Cái văn hóa đó ông phải học. Hay Nguyễn cộng sản họ không thù mình mà mình thù họ chi, họ dang rộng vòng tay ra với mình mà mình quay đầu lại mình chửi làm cái gì. Còn trên đây không, hả Nguyễn, còn không má, tôi là tôi nói chân thành vậy đó, là cái chuyện mình thấy sao mình nói vậy với nhau thôi. Còn giữa anh em với nhau thì ông ở nước ngoài, tôi ở đây vẫn là người Việt, vẫn là dòng dòng máu Lạc Hồng không có gì hết. Còn đất nước tôi có chiến tranh thì tôi ôm súng đi bảo vệ đất nước. Còn ra đường ông kiếm chuyện với tôi nói ông một hai câu cho đàng hoàng, không thì kêu công an, không có ông quýnh tôi quýnh ông chết liền á, ông đụng tôi ta tôi quýnh ông liền, dập ông tắt chầm bẹp liền tại chỗ. Cuộc sống người Việt Nam tôi là vậy. Ai mà nghe theo Hải Nguyễn lại giống Huỳnh Đắc Túy ở Quảng Ngãi này này, lại bị bắt theo điều 117 bộ luật hình sự như chơi ấy. Rồi mất tiêu Hai hả Nguyễn đúng hai không? mươi chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm bắt tạm giam đối với đối tượng Huỳnh Đắc Túy trú tại phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi về tội làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 bộ luật hình sự. Đấy. Giờ đang làm điều tra, tiếp tục điều tra làm rõ cái vụ việc này của đối tượng Huỳnh Đắc Túy. Đang gì Giám đốc nghiệp xây dựng Túy Nguyệt cũng làm giám đốc xây dựng nhá anh nhá, anh xây dựng liên quan đến Túy Nguyệt anh cẩn thận. đi các nhà dân dụng mà không có lý luận đúng rồi. Gì nè anh Si Nguyễn nói nó không lý luận, nó đúng chắc chắn là lúc đầu nói là biết thằng này nó không có lý luận rồi, nó nói xà xà mà, nhưng mà
nó không sự thật, mình ngay sự thật mình nói cho nó biết, nói ngay lúc con Dương nhắn thả này cái nó biến luôn. Chống cái gì mà chống, chống không, ông Dương Văn Thả này nè, ổng có cái gì đâu, ổng có được cái bình ga, ổng chống gì, ông thấy cái vụ mà ma tí mà ở ngoài cái bản gì ngoài không, nó có súng, nó có lựu đạn đều đầy đủ dữ dằn không, Ở trên đánh lại không? lạnh Ừ, đó, ông thấy cả đó không, nó còn chưa lại. Rồi tôi kể quy mô hơn chút, cỡ miền Tây tôi là ông Hoàng Cơ Minh đó, mấy ông làm được cỡ đó chưa? Đúng mà lúc đất nước Việt Nam nó còn còn hơi bị nghèo, còn chưa phát triển, mà cỡ mấy thằng đó về thì còn bị một lực lượng ở một tỉnh, một hai ba tỉnh phối hợp lại đã lụm gọn khô vậy đó. Ông Thư Dân Thả có gì, còn thua ba cái thằng mà bữa hổm nó chạy xe ủa xuống ruộng mà nó cầm súng tự thủ. Mấy ông mà trời ơi, tôi nói nhiều cái tao tức, mà nói ra không lẽ không có cổ xí nó mà tức, nó chửi cái đảng cộng sản, nó chửi phường, nó chửi gì mà công an gì, nó chửi mà ngày nào nó không gặp công an phường, sống ở đất nước Việt Nam đó, ngày nào không gặp tổ trưởng, ngày nào không gặp công an khu vực, ngày nào không gặp nhà của ông chủ tịch bí thư nào cũng biết chứ, có nào dám ôm cái mìn mà vô mấy IS vô làm cái phình lên không? Thứ nhất là tụi bay nhát, thứ hai là cái chính nghĩa, tức là cái đảng, cái nhà cầm quyền người ta không có làm sai, người ta lo quá tốt cho mình rồi thì mình không có cái động cơ để mình làm chuyện đó đó, mình không có động cơ, thành ra là ông làm gì có chuyện gì mà lật đổ hay là xảy ra cái gì. Nhưng mà khi một cái chế độ mà bóc lột nhân dân, đàn áp nhân dân, tức nước dở bờ, là dân nó nổi lên, là không chỉ có một lòng dân, là đoàn kết của dân mạnh nhất, không có ai chế độ nào mà chịu nổi, không có lực lượng nào mà chịu nổi với dân, mà lo tốt cho dân gì thì ngược lại dân nó bảo vệ chế độ đó. Cỡ cho mấy ông phản động mà làm tùm lum tùm lê lên ha, chỉ cần mà cựu chiến binh rồi gom lên anh em ha, bộ đội dự bị lại ha, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu là đụng là tụi tôi chơi hết máu quậy nước màu chơi tiếp, giọt máu cuối cùng nó hy sinh cũng chơi đó, để bảo vệ cái người lo tốt cho mình, chế độ lo tốt mình phải bảo vệ nhớ. Hải Nguyễn, con chó Hải Nguyễn nó trốn rồi, đúng rồi đó, không để cho nó nói, tôi khoái, nói thiệt tôi cũng không khoái nói chuyện với anh em trong nước nhiều, không khoái nói chuyện với anh em yêu nước trong nước mình nhiều, là tại vì mình đồng chung chí hướng, mình con người nhận định quá rõ ràng, mình nói cũng vòng vòng cũng anh em mình vậy thôi đó, tụi phản động nè, mình nói với nó, mình nói sự thật lên cho nó biết, mình nói với nó, mình đấu tranh với nó cho mọi người hiểu. Hải Đúng Nguyễn rồi với đó lại em, hai thằng nó cái đầu nó giống nhau với cả thằng Hùng Lân đó, ba cái thằng này nó đi điên khùng khùng gì đâu không. biểu tình lật đổ, ít nhất là cũng phải có một cái quốc gia nó hậu thuẫn cho một, tôi nói bây giờ nó phản động đi, mà bây giờ phản động tôi không biết cái tổ chức nào mà làm được, nó nhiều quá, nó từ nhóm không 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 nó không có kết nối, không lại được, thành ra không biết, ví dụ như bây giờ có một cái đất nước nào đó mà nó ghét Việt Nam đi, nó muốn đứng ở ngoài sau lưng mà nó hỗ trợ cho cái tổ chức đó để đánh lại Việt Nam, tôi nói cái nước đó nó không biết hỗ trợ cho tổ chức nào, không có tổ chức nào mà tin tưởng để cho người ta hỗ trợ mà để đánh Việt Nam vậy. Bởi vì nhiều tổ chức, có những cái tổ chức toàn lừa đảo không ạ, như Việt Tân này, Nguyễn Hữu Chánh, Hoàng Cơ Minh Việt Tân rồi, Đào Minh Quân đấy. Nguyễn Hữu Chánh bây giờ đó, thời Nguyễn Hữu Chánh là đấu tranh cũng bài bản, cũng đi tư lợi tại chị trại tị nạn này nước kia, rồi cũng có dự trữ qua cái tài liệu súng ống đồ tiền bạc rồi về, mà làm cũng không xong. Rồi lại tới bây giờ thì Đào Minh Quân lên thì Nguyễn Hữu Chánh chửi Đào Minh Quân không còn nước non nào mà nói. Rồi những cái cộng đồng chủ tịch cộng đồng gì Kỳ Nhơn Kỳ gì tùm lum cũng lại chửi ông Đào Minh Quân, mà ông Đào Minh Quân này là
Đồ má tao nói thiệt, ổng không xứng đáng làm có tổ trưởng ở đâu, đừng nói mà ổng làm thủ tướng tổng thống gì. Ổng ăn nói một xin lỗi cho nó, nói như con cặc người này. Ổng mà ổng dám nói là ổng xúi ông Dương Văn Thả đã đời rồi, tới ông Dương Văn Thả live stream lên ổng không có hỗ trợ cái gì hết. Rồi đã đời bây giờ ổng ngồi ổng nói là ổng có đưa hai sĩ quan cấp tá lên hỗ trợ. À, tại vì cái chuyện đã rồi rồi, Dương Văn Thả tự làm, tự chống lại cộng sản không nghe lời ổng gì rồi này nọ. Chối tội, đồ tồi như vậy mà đòi làm lãnh đạo làm gì? Bản lĩnh đàn ông dám làm dám chịu, thua thì chung, đừng có chối cái đó. Vậy mà đòi làm thủ tướng làm tổng thống vậy ông nội? Còn hai ông nội kia đâu, ở dưới Thốt Nốt lên nó nụ má hai ông hai lúa đó lên, nó vô trong đó ngồi đó là nói làm tá. Trời ơi trời, phong cho ông cày tỉnh trưởng, ông kia tỉnh trưởng gì mất yếu lão. Bọn đấy nó tào lao lắm. À, sau đó đến cái tổ chức của Phạm Ngô Hoàng Hùng á, cái Phạm Ngô Hoàng Anh không biết. Phạm Ngô Hoàng Hùng ấy, cùng với cái này gọi là Triều Đại Bịp, Triều Đại Việt đấy anh, À, có nó cứ nghe cuối nghe ngày tên. bom đặt biết là đã đời con cái người ta vào tù hết, mình thì ngoài chả mất cái gì, chịu khổ những người ở trong nước, những người nhẹ dạ cả tin nghe theo. Thế suối không? Đưa nhiều, hứa được cả 100 triệu. Về đốt cái kho xe, liền dân đi xe phạm đó, cũng đầu anh quân đó. Rồi đốt kho xe, rồi chỗ đánh bom ở sân bay. Chế tạo bom, chế tạo như cái mẫu què người ta vậy. Bom mà không nổ, để cho công an bắt. Thánh thần ơi trời, mấy cha ơi, mấy cha thua mấy bộ đội con. Mua tê là tê vậy, cũng làm cái bom nổ một cái mà không rung rinh khu vực động đất nữa thôi. Mấy cha không có kiến thức về về vũ khí cũng đi vậy, rồi bắt đầu thảy trái bom gì vô cái công an quận 12, cái nó cháy lên chiếc xe cái rồi nó ở tù mười mấy 20 năm hết, cả đời nhốt vô tù luôn. Rồi tuổi trẻ đi đốt xăng đốt gì ở cái kho xe cũng mười mấy mạng cũng ở tù hết luôn, sung sướng không bao giờ ngồi đó khóc. Nhẹ nhất là 3 năm, nặng 11 năm đó. 8-9 tên đốt cái kho xe ở Đồng Nai biết rồi á. À, rồi nói cộng sản lấy tiền của dân này nọ đồ kiểu gì cái đầu làm gì đi biểu tình, xuống người ta đi biểu tình ở Ninh Thuận Bình Thuận gì nó cứ đập đập nhà đốt xe đốt đồ này nọ, rồi cuối cùng xong nó bắt ở tù người ta trang bị lại, người ta mua sắm lại tiện đâu, tiền thế của dân ra như vậy thì chính mấy cha mới là, mấy cha mới là lấy tiền thế của dân, mấy cha phá hoại. Chính mấy cha là người phá hoại tiền thế của dân, cuối cùng dân Việt Nam cũng gánh thế máy gì cũng phải đưa ra để mua xe mua cộ xây nhà xây đồ lại gì đó, mặc dù mình không trực tiếp mình đưa đồng tiền đó nhưng mà nó có một phần đóng góp của người dân mình. Người phải cái đó hành động phá hoại không? Khùng bắt trợn, khùng thì nhớ ra khùng, đặng mà đi vô nhà thương điều trị. Không có hả Nguyễn, tao chán nữa, hết muốn nói chuyện nữa Hải Nguyễn đi à? khủng. Mà nó còn trẻ mà nó biết cái gì đâu, có hận thù đâu, Thôi em kiểm tra lại nick xong là hủy một số ba que các thứ ở trong kết bạn của em rồi. trên anh kết bạn anh trên Facebook anh không có kết bạn hết lắm, những người nào anh quen mặt á, anh quen mặt nó biết anh mới kết bạn, còn lạ lạ nó không kết bạn. Nhiều lúc thấy Không, tôi kết bạn với có mình cái các thứ là ngon lành lắm anh ạ. Đồi núi là quê hương các thứ, sau một thời gian nó đổi avatar này, hay là đổi tích này. cái gì Cái nắp của cái ca này đâu? không biết, dọn như trong trong những cái labo giống vậy. Mình lỡ lỡ vô vô mấy thằng phản động rồi trong đó nó lu bu. Bà xã của anh à? Dạ anh làm nước uống. Đấy, nói chém gió lắm mà lúc đi gái luôn cô chị nghe thấy Có chuyện nó bình thường, vợ anh thốn. Nói chung là đàn ông ở đây mình cũng nói thật là mình phải là cái chỗ dựa vững chắc cho gia đình mình,
Mình phải lo cho đầy đủ vợ con, mặc dù thì vợ chồng bình đẳng, vợ cũng phải đi làm kiếm tiền. Quá trình mình làm 1 năm trời, ví dụ mình dành dụm được vài trăm triệu thì mình cũng phải bỏ ra 30 40 triệu, 50 triệu mình đi chơi. Còn khi mình đặt chân đi, mình vẫy cái túi lên mình đi chơi rồi thì phải chơi cho nó ra chơi. Lại cái địa phương nào phải ăn món địa phương đó bình thường, hay là lại địa phương nào thì ca hát, nói thậm chí chuyện gái gú luôn bình thường. Cái đó đàn ông đối với nhiều người giữ kẻ, còn đối với anh là chuyện đó, là chuyện đó bình thường. Anh chỉ trừ trường hợp vợ nhỏ vợ bé rồi rồi về gia đình nó mất hạnh phúc rồi thôi, ở độ nhau thì mình tránh ra thôi. Còn cái chuyện đó, chuyện chơi là chuyện bình thường. Cái vụ này em Nhưng phải học anh nhiều ấy. mà mình giữ được cái lập trường của mình, lo cho gia đình. Anh qua Thái là anh chơi gái Thái, qua Thái là anh đi xách xô, nghe xách xô cho cái nghệ thuật của thỏ thân nó như thế nào, rồi cái nghệ thuật là làm tình nó như thế nào. Rồi mình đi vô, mình vô cái khu vực đó là khu vực hợp pháp, nó có những cái con người, những phụ nữ số mấy có bông hồng, rồi mình chọn số, rồi mình vô đó mình tâm sự, mình làm chuyện đó với người ta. Chuyện đó là chuyện bình thường, có một cái mình phải có cái kiến thức tình dục vậy thôi, đừng có để bệnh hoạn hay nọ. Là cái đó là mình đi du lịch, mình đi chơi là cái đó, mình chơi vợ mình có biết cũng không sao. Anh cũng chụp hình với mấy đứa đó đồ nó, vợ anh cũng biết, không là cái gì hết, không quan trọng. Này em mà đi thế này về vợ em cho em ra khỏi nhà ngay, sợ lắm. Thì cũng tùy theo gia đình thôi, mình suy nghĩ trong đầu mình nó thốn là nó khác, còn mình suy nghĩ nó không thốn là nó cũng khác, thì nó vậy là tốt. Tức là mình phải xử lý tình huống tùy theo cái mỗi gia đình nó khác nhau, nó mình cái đó cũng có biện pháp giữ gìn hạnh phúc gia đình nó tốt. Anh ngày xưa anh trên Campuchia thậm chí anh chưa có vợ luôn, anh có bạn gái người người Khmer, bất đồng ngôn ngữ nhau mà vẫn quen nhau được, vẫn thương yêu với được bình thường. Rồi Thì giờ thôi. lên yêu nhau là muốn Sao em? đến đi chơi nhau nói chuyện lắm nào, toàn dùng ký hiệu hết à? Tức là cái gia đình đó là anh á, thì anh được cái tiền của đơn vị chứ anh đi gầy dựng cơ sở dài 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 lên mới dùng biên đồ rồi đó, để mình lấy tin tức. Rồi mình cũng có vô phum vô sóc rồi mình chơi trong đó, thì nó cũng là cơ sở của mình. Thì gia đình cũng làm đường thốt nốt với nuôi bò ở đó, có cây ở bên Campuchia nó cây thốt nốt giống như nó họ của cây dừa vậy đó. Rồi lấy cái trái rồi người ta mới lên trên đó, người ta mới để mấy cái ống rồi nó cắt mấy cái lưỡi liềm nó ra, người ta hứng nước rồi người ta lấy cái nước thốt nốt đó, nước đó uống ngon lắm. Rồi xuống uống uống đi bán cho người ta uống, tươi thì uống, không người ta mới lấy cái nước thốt nốt đó người ta mới đưa vô chảo, người ta nấu đưa nó cô đặt lại mới thành đường thốt nốt. Đường rất là ngon ở trong miền Tây anh, là đặc biệt kế bên Campuchia là đường thốt nốt là đường số 1. Cái trái dưa gang ha, mà trời nắng mà em xẻ ra em chấm với đường thốt lốt mà ăn thì ngon lắm. Thì cái cô đó là cổ là người ở trong gia đình đó, rồi anh làm tiếp, làm công chuyện tiếp, làm đường làm đồ tiếp gì đó, rồi ăn nhậu rồi múa lăm thôn đồ ca hát đủ nhau, nghĩa nó thành cái tình cảm. Thì anh cũng nói được tiếng vài tiếng, ví dụ hỏi mà ôn nó là con cà thu, ôn cà thu slan bon binh, là em cà thu nhớ em có tiểu thương anh không, rồi cái nói ôn slan bon em chịu đó, gã đầu mình múa hát mà nắm bay đồ. Thì cứ từ từ, ví dụ mình về Việt Nam mình mua đi đi mua quà đồ lên, rồi mua kem cho nó, bỏ vào cái sức kem đâu, nó ở trong động đang thùi lùi. Rồi xà bông thái rồi đem về cho này nó tạo thành cái tình cảm nhau, rồi nói tiếng, rồi phải có Google dịch. Bây giờ em anh cũng chập chủng vậy đó, rồi biết thành cái tình cảm, không bắt đầu ngôn ngữ. Rồi ăn cơm chưa, chiều ăn cơm chưa, là sao anh hợp ba tế nói chuyện được vậy đó, 1 2 tiếng gì cũng phổ thông vậy thôi. Những cái chuyện mà quan trọng đó giống như hỏi giống nãy giờ em dự định tương lai thì sao, có chịu về Việt Nam sống thì đó, thì đó mình nói chưa ra. Bây giờ nói ra chưa? Lúc đó nói được rồi, sau thời gian nói được cái đầu nghĩ đi về đây cái quên rồi. Nếu mà anh sống lại chừng năm một thì nói lại được.
Rồi, Chị Ngọc Nguyên đây, anh khách mời này là bạn của chị đấy. đâu thấy Ngọc Nhiên hả? Vâng, Ngọc Nhiên là nick nào, anh có thấy thấy xuất hiện trên đây có nhưng mà chị không comment ở đây, chị lại comment ở chỗ em xem cái tổ chức của dân chung nick khác. không? Ngọc Nhiên à. Vâng, chị thấy Ngọc Nhiên đang ở bên Singapore. Hiện giờ hả? Vâng. Hiện giờ đang đi xin chơi. Vâng. Im quá Bà sang bên Singapore chơi cười như địa chủ được mùa. du sư. Thế như với anh quen biết không y. Bấm một hai chữ gì nghe coi coi, coi có phải thấy ngẫu nhiên đâu trời. Chửi quá chửi miệng quá trời miệng. Dân miền Tây hiền thì cũng hiền lắm mà chịu giữ cũng dữ lắm. Nhưng em thích bản chất gái miền Tây, người ta thẳng thật. Nhưng mà nhiều người cũng không thật đâu nhá, con gái nhiều người cũng không thật. Nói chung không thật nhưng mà đúng là gái miền Tây dễ thương, gái miền Tây dễ thương lắm, dễ thương. Nói chung là nhìn cái chung thôi, nhìn cái lớn lớn cái chung thôi thì gái miền Tây dễ thương thôi. À, có lạ có gì đó mình nói chuyện với người ta một hai câu xã giao mình chọc ghẹo đồ người ta cũng trả lời với mình mượt mà đồ lắm chứ không có im lắm. Này chị ấy đang comment ở bên này này, tôi đây ông Bình, ha À, rồi đi 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 bên đó chơi đi, nhớ đi Singapore đi lên cái nhà mà hai cái nhà bắt nó bắt liền với nhau đó, có cái cầu ngang đó đẹp nó cao đó chụp hình dưới ra qua bên đảo đi cáp treo qua bên đảo Sentosa đó, bên đó nó có cái sân khấu múa nước đẹp lắm, rồi đi thăm vườn chim quốc gia đó đẹp lắm. này, Ừ. chị Nancy nói là con trai miền Tây dễ thương mà này, anh Hòa Bình Trần này. Ừ. Chung trai mình cho đây thì cũng thật lòng quá, nó là đúng là tụi tôi là không có biết màu mè gì lắm, tôi ăn ngay nói thẳng thật lòng mà rất là mến khách, tôi rất là thích có bạn, thì nói chung là bạn bè có đông tốt và thích chơi vui vẻ lắm. Anh cũng nói mày anh nói cũng thật lòng nói đi chiến Bắc Nam dân miền Tây nó sung sướng hơn, hơn gần như cái mấy cái miền ở gì từ ở ngoài ngoại vô à, tới Nam Định rồi qua Thanh Hóa rồi đi dài dài vô rồi tới Nghệ An tới Vinh Hà Tĩnh, đặc biệt là dân miền Trung là càng thấy khó khăn hơn nữa, Vâng, miền từ cái đồng Trung lúa cái ruộng tới bây giờ cái thiên tai quá nhỉ, thiên tai xong nhiều quá, cái nhiều. ruộng của người ta tới bây giờ ở trong miền Tây anh ha, có những cánh đồng mày đứng mày nhìn không thấy bên kia mút mắt luôn, và ruộng đồng nó bao la lắm, còn ngoài ruộng từng mảnh từng thửa nhỏ rồi con người phải đi xuống cấy từng cây lúa. À Nam Định đó, đúng rồi Nam Định đó là đi cái vùng đó, nhưng mà ở riêng là ở chỗ Nam Định nó thì lâu đài, anh ở ngay cái trung tâm Nam Định ngủ đêm đó là đi ăn thịt dê nghe phạm, nên đi nên đi phạm thịt dê ở đó rất là ngon, cháo cháo lươn mấy con lươn nhỏ nhỏ bằng đầu đũa rồi đó rất là ngon hai cái món đó, còn một cái khu đô thị là họ cất lâu đài đưa Dương Di ơi, tôi nói mà lâu đài cũng như là trong trong gì mình coi phim đồ hoạt hình rồi đó, lâu đài lớn to 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 không không phải là biệt thự mà họ cất lâu đài đó mới mới nó mới 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 ghê, cũng như là trong chuyện cổ tích vậy đó mấy cái lâu đài vậy đó ngay Nam Định Nam đó. Định nói chung là phát triển mạnh đấy anh.
Nhất là vẫn đi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam đấy, khu vực này, đấy là khó khăn lắm, mưa gió triền miên. Nam Định là ngay cái thành phố đó, là nó đúng là nó vào này, vào những cái căn hộ đó và những cái người đó giàu lắm, mà ăn nói mấy món ăn nãy giờ nó thì ngon. Nhờ cái em taxi kia em chở đi một chồng nữa, tại vì á, khi mà về khách sạn mình đưa xe mình vô đó rồi thì không lẽ mình xách xe đi nữa rồi tài xế sao ăn nhậu được, anh em mình chia nhau lái, không lẽ là bắt thằng nghỉ nhậu, thành ra cứ bắt taxi đi. Em Đúng chở anh lại cái quán nào mà ngon nhất mà có đặc sản ăn, mời taxi vô ăn luôn, rồi em chở anh đi chơi vô tư tới chừng nào về đừng có nhìn đồng hồ, rồi xong rồi chở lên quán cà phê chơi này nọ ha. Ví dụ như đi với tá 700 ngàn đưa cho nó 1 triệu, cái nó xin số điện thoại, rồi vậy tối mà lại anh nhờ con chuyện nữa, đi con chuyện với anh em tao nữa, tối lại đi nữa. Chơi chơi xuống lắm. Nói chung là rồi mình nghe cái giọng nói của người ta mình cũng đã đó, nói cái giọng kiểu nó khác miền, cái đồ nghe nói ngồi được kể chuyện này chuyện nọ đồ. Phở Nam Định đúng ok, ăn phở Nam Định, phở Nam Định. Rồi thằng em ở đó nó nói đó, ở trong miền Tây anh nó có cái địa thế mặt bằng nào không á, là nó đi vô đây nó nấu thợ, nó phở nó bán đó, cho nó thuê nó làm. Thì ở Long Xuyên hiện giờ cũng có một chỗ quán phở Nam Định ngon, nấu nước rất là ngon, nấu xương nhiều, cũng là thịt bò nó nhưng mà ngon, ngon lắm. Phở Nam Định là ngon đúng. Có ăn một cái tiệm bây giờ quên rồi, tại vì tất cả hình ảnh nó nằm trong cái máy anh đang nói chuyện với em, anh có chụp hình hết, ngon lắm. Còn đó đi du lịch, thứ nhất là đi ngắm cảnh, cái thứ hai phải ăn uống, là hai thứ này là ưu tiên hàng đầu đúng không? mà Còn cái cảnh thứ nào nó ba mới tầm quất massage. tẩm quốc năm ba cái nước đồ thuốc đồ đó cũng êm lắm. Ở chung ở đó những cái điểm đó là mình đi tẩm quốc massage, massage chân, massage đồ đó tính tiếng, và massage toàn thân tính tiếng, nhưng mà nó khác. Ví dụ ở trong đây nè, anh bây giờ nói mới vợ hỏi mới đi nhậu, nó nhậu nhậu sẽ mặt tỉnh bơi mới đi massage về, là cái đó là vợ mình nó hơi đổi cái gương mặt đó, nó giống như nó massage ở trong Nam là giống như nó xấu, nó giống massage là trai gái rồi này nọ rồi nó vui đó, nhưng mà ra ngoài đó là massage là nó gọi là nó trong sạch đúng không, nó khoa học, nó làm cho mình ba cái thuốc cho ngâm giò cho ấm rồi này nọ đồ các cái, con người mình nó sảng khoái, thì tây rồi nó cũng làm chung với mình rồi này, nó ngồi với nó thì đó, cái massage ngoài đó là ai đi thì nên, ví dụ đi spa thì nên massage tẩm quất thuốc men đồ đó, hơi đó êm lắm, thơm lắm, đã. Nhưng mà ở trong miền Nam mình đi massage lại là lu bu. Có công chuyện khác. Ở Hà Nội á, thì ăn không thấy cái nổi, nó là nổi tiếng mà ra ngoài đó là lúc mà cái quận về ăn vô mà ăn kêu tôi phở ngồi đó ngồi hoài, kêu không thấy đem ra, rồi một hồi nhìn lại thấy người kia ta bưng vô, ta bưng rồi thấy vậy mình cũng vô mình bưng bưng để tôi phở xuống ăn, kiếm được cái chén nước mà không có cái chén để ở trong anh em ăn phở, là cái quán phở là phải nhất nên phải có rau, thứ hai là phải có cái chén để mình xịt nước tương hoặc nước mắm hoặc cái nước chấm vô riêng cái chén rồi mình ăn tô phở riêng. Còn ngoài đó không có rau, để tô phở gì đó rồi xong là có hành đổ trên rau thơm chút chút chứ không có gì rau riêng, xin đó không có đó, rồi đâu thấy cũng xịt nước tương vô cái tô phở rồi quậy lên ăn luôn, nhưng mà cũng nó cũng ngon, nhưng mà ở Nam Định mới đúng là phở cái mùi nó khác Đúng rồi, phở ngon. Nam Định thì nó đặc trưng, bởi vì Hay lắm. cái phở của Nam Định á, cái nước cốt nước chan á, người ta chế rất là ngon, xương anh là xương nhiều, là thứ nhất, thứ hai người ta cũng rang xương làm kiểu gì ấy, vớt hết váng đi, nước nó cực ngọt luôn.
Nước Em cái thích nước lèo, cái thùng nước lèo nó ngon lắm. cũng có một quán ở Nam Định, mà nếu mà em ra đến thị trấn đi sớm, có hôm về đi sớm sớm đói rồi vô đó làm tô phở đó, phở bò nha, phở khác không ăn, phở gà giết không ăn, cứ phải phở bò. Và bún cái bánh tráng ấy, người ta tự lấy gạo, gạo gạo nói chung là gạo địa phương, người ta nghiền bột xong rồi người ta tráng, tráng rồi người ta Rồi cái gì thái ra, bánh phở nó cái gì dai à? dai. Ở Ninh Bình, ở Ninh Bình nó có cái món nữa là cái gì, bữa đó ghé ăn ngon, gọi là chả vậy đó, chả vậy đó, nhưng mà anh tưởng là ở trong mình miền Nam ăn chả tức là em thịt hoặc cá em xay em bằm ra em làm gọi là chả, còn ở đó là ăn cuối cùng vô là một dĩa bánh hỏi với lại mấy cái cục thịt họ làm tròn 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 họ nướng xiên vô, que xiên xiên đâm vô nướng, món đó cũng ngon. Đó là gọi là một gì chả đó, ăn nó Bún chả, ngon. bún chả, chả nướng, chả nướng. Ok, nói thấy 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 anh Sư Phạm nói chuyện nghe thấy dễ thương không? Ngày xưa em nghèo không có tiền ăn phở, mà mỗi lần đi ngang món phở em thèm chết luôn. Nghèo á. Nói chung về nghèo thì chắc hồi đó ở miền Bắc nghèo, ở trong miền Nam này mới giải phóng cũng nghèo. Hồi đó anh nghèo lắm, gia đình anh ba mẹ đi kháng chiến về rồi đâu có nhà cửa gì đâu, rồi đi điều đi công tác đó, ở tập thể đó. Anh nhìn người ta ăn củ khoai lang anh còn thèm nó đó, đó. Một cái củ Bây khoai giờ em lang thôi, khoai mì thôi. có nhất là thời học Nhìn sinh ấy, thời đang là sinh viên cái thứ là đi ăn phở ngó liên tục đó. Nghèo quá, bây giờ vẫn khoảng ăn phở ngó đấy. Không như chị nên Sư Phạm với An Nhiên hai bà bây giờ nghèo nghèo, bóc lột 20-30 công nhân ở bên nước Sư Phạm, sợ quá, sợ cái nghèo của chị nên Sư Phạm với An Nhiên quá. ở bên đây ăn đồ phở có 30.000 tiền Việt à. Ở bển ăn đồ phở không biết nhiêu, phở chắc cả 100.000 quá. Nó khoảng 8 đến 10 đô anh ạ. 10 đô là hết 200.000 à. Bên đây tôi phở 30.000 ăn đã đời luôn, ngán luôn. Nghèo không Không có biết đâu. tư tưởng phản động, đúng rồi, ít ra cũng phải vậy mới là người Việt Nam yêu nước chân chính chứ. Ủa rồi bây giờ chị đó là đang ở đâu, Mỹ hả? Ở đâu em biết Vâng. không? Mỹ thì ok rồi, làm gửi tiền về cho gia đình này nọ luôn thoải mái lắm. Có mấy nhỏ em làm nghề, làm neo nghề đó, nó làm thợ thì có nhỏ em ở làm chủ sáu ghế. Mấy ngày toàn làm chủ bóc lột người khác à, mà nên ti An Nhiên cái thứ đó. Bây giờ đào kích thù. Nhưng mà, nói đến cái vụ từ thiện ấy, đợt Duy Nguyễn lên chỗ em này anh, với chị An Nhiên có sự đóng góp của chị Nancy nhiều ấy, Duy Nguyễn mấy anh nghìn đô. cũng có lên mạng biết biết cái lên mạng nó đập tập tạ hay gì á. Và đấy, Một cái tiệm là hình như là ở tiệm của bạn anh là ở Chicago có sáu cái ghế với một cái phòng nhổ lông gì đó với cái phòng massage gì đó là cũng có bằng nha, còn thợ thì có người có bằng có người không. Thấy mỗi buổi sáng rồi nói chuyện anh nó đầu chia tiền ra là cái tiền tiền bo thì của mấy người thợ đó cũng có người con Thảo cũng quê Tiền Giang với anh nữa. Nói chung bình quân mà cái mùa mùa hè đó ha là một ngày làm là nội chia cái trong tiền là được trăm mấy 200 đô đó, rồi cái tiền bo riêng, còn cái mùa đông thì làm ít khoảng trăm trăm rưỡi trăm mùa đô là đông cũng bị nhiều mùa đông. Rồi cái người thợ vừa cái người bạn anh là vừa thợ vừa là vừa chủ luôn, là cũng có khách hẹn làm nữa, khách nào hẹn với người đó, bạn anh thì người ta mới làm, còn không ta để cho mấy người thợ làm, ngày ta kiếm 300 đồng khỏe làm neo á, nó là nhiều tiền lắm đó. còn nhiều tiền còn thì còn còn người chồng đi làm hãng thì tháng được ngàn mấy 2.000 đô ngàn làm gì gọi là một giờ, như một giờ 9 đồng 10 đồng gì đó, làm tháng khoảng ngàn mấy, còn những này nó làm 3 4 ngày là được ngàn mấy.
Không 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 phải là mùa hè là làm cái tiền của thợ làm là được đã khoảng 200 đồng rồi đó. Mùa hè là tới mỗi buổi gần đóng cửa về là phải tính tiền rồi đó, là 200. Rồi cái tiền bo là không có tính vô đó, là tính gọi là tính tiền gì đấy, máy móc gì đó, quẹt trong máy trong gì đó, à, trả gì đó là gì. Còn cái mùa đông á là được khoảng 100, 150. Rồi có cái người kia là người ta bao luôn, người ta gọi là bao thợ rồi đó, mà cứ ngày 100 đồng, 100 đồng nữa, ngày 100 đô, 100 đô, à, ít nhiều gì cũng được 100 đô. Nó cũng là một người bạn nữa ở Mỹ mà cực lắm. Hừng sáng ra là đi làm, là hừng sáng là đi đi suốt rồi đó. Hừng sáng ra là đầu phải đem cơm theo, ở nhà nấu cơm, là ở khoảng ngủ khoảng để khoảng bây giờ ví dụ như ở đây là 6, bây giờ ở đây ví dụ là 6 giờ nè, đò tối nè, là bển giờ này là còn ngủ đó, rồi khoảng 8 giờ, 8-9 giờ đi mình nè, lát nè, là tới giờ khoảng khoảng giờ giờ này nè là mới thức dậy đi làm á, là đem cơm theo. Đem cơm theo ở đầu lại đó phải hâm cơm ăn, ở trong đó ở suốt rồi tới chiều về, rồi lâu lâu mới đi cái chợ, giống như cái nói chợ anh tưởng đâu là giống như mình, về đâu cầm điện thoại quay lên vô chạy như siêu thị vậy đó, cũng có đồ Việt Anh Nam. comment của chị Nancy này. Hai trăm đô trở lên thì tạm tạm, ở đây ngày làm trăm là khó khăn đó anh. Đúng rồi, đúng rồi hả? Tại vì anh thấy trả tiền gì, tiền xe rồi tiền nhà rồi tiền gì cũng nhiều lắm. Đó là làm làm đúng rồi, hai vợ chồng làm luôn. Rồi cũng lâu lâu cũng buồn, có một cái đồ chị em ở trong tiệm đó đó, thợ thầy gây lộn nhau, cũng như giành khách nhau vậy đó, cũng có tình trạng đó, xa xứ mà không chịu thương nhau, giành nhau gây lộn cái nghỉ, cái người thợ cái đồ được cái người chủ chỗ khác cái điện thoại liên lạc, cái thấy bên kia trả nhiều tiền hơn hay là sau đó thu nhập nhiều hơn, cái phóng qua bên kia, cái nhiều lúc bên đây thiếu thợ, nhỏ bạn anh nhiều lúc thiếu thợ nó buồn lắm. Rồi sau này nó mướn thêm được mấy người Philippines nữa, với người người Việt Nam nhiều, nhưng có người một hai người thợ Philippines gì đó, với con đi gì đó, à, cũng người Tây gì đó lâu làm nữa. Rồi cái cảnh người làm mà bị mấy bà Mỹ đen á, lỡ nhỏ kia làm mà cho bà Mỹ đen mới bị chạy xước gì nè, ngón tay á, rồi trời, mấy bà làm khó, bắt đầu kêu công an đồ lại đúng mấy bà Mỹ đen. Đồng hương nhau mà mình qua bên giỡn bển mà mình đi giành giật khách nhau chi, như mình tổ chức ra như công đoàn đi, sắp thứ tự đi, người nào làm người đó cũng được, mà cũng ngặt cái là khách người ta quen cái người nào người ta điện lại á là mình người đó phải làm. Nó nhỏ có cái phòng gọi là phòng nhổ lông nên nó mắc cự, nó nhổ lông làm cái đó thì nhiều tiền mà nó có bằng nữa. Việt Nam mình đâu có đâu ăn cơm á, nấu sẵn ở nhà đem theo hâm lại cái gì, như là microwave vậy đó, cái lò điện là điện là hấp gì đó hâm lại ăn, đâu có gạo trắng cá tươi như mình đâu có rảnh uống cà phê cà pháo. Ở đây làm sướng chết rồi, rảnh ra thì đi cà phê, đi nhậu, đi đủ đủ chuyện, như khách hành, thợ hành, chủ hành, em không dám làm nghề đó vậy đó. Nhưng mà cái đó nó nhiều tiền đó. Chị làm chủ rồi, chị gần 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 phải làm gì, chị ấy thu tiền. Chủ cũng khổ lắm đó trời ơi, lớp nào tiền thuê nhà nè, rồi lớp nào thợ thầy nó nghỉ, khổ nhất là nó nghỉ mà Tết phải chia ra, người này dành về, người kia dành về, không có người làm, mà không làm thì mất khách, khổ lắm. Làm chủ cũng khổ, nó phải ấy đâu, làm thợ thì sung sướng, nó được ngày nào nhiêu tiền nhiêu vậy đó, rồi thường nào muốn nghỉ thì xin nghỉ về, rồi mười mốt cái qua cái nghỉ chỗ đó cái đi làm chỗ khác. Thợ mất mà làm chủ không có thợ làm mất khách làm sao. Bo hưởng cái tiền bo cũng nhiều lắm,
cái tiền người ta cho mình á, cái tiền mình làm heo á, mình làm móng rồi người ta trả tiền trong tiệm đi, người ta quẹt thẻ hay là gì đó, rồi người ta cho tiền mình của người thợ làm riêng, là cái tiền đó cũng khỏe đu á, ngày cũng kiếm mấy chục trăm đồng khỏe đó, 50-60 đồng mà bình thường. 50-60 đồng thì đối với ở Việt Nam là sống ngày kiếm được thế là sống khỏe đó, nhưng mà ở bên đó là tạm tạm thôi anh. Thôi vậy rồi, cái máy anh cũng hết pin rồi, thôi anh nghỉ nha. Rồi bữa khác này mình gặp lại nha. Dạ, ba anh cảm ơn Ok. anh nhé. Cảm ơn anh. Đúng rồi em, bây giờ tại vì á, để nói cái này chỗ chỗ Sunny Phạm, tức là bây giờ nghe nói cái người Korean á, là người Hàn Quốc ở bển nó gọi là Korean á, là họ cũng ra là hồi xưa là những người Việt Nam làm nhiều, Việt Nam làm nhiều lắm, là cái nghề đó thì mình cũng nghe bạn bè nói là giống như cái nghề đó ít ai làm, người ta Anh nói cái nắm máy tay của nắm em chân, rồi nó ít ai làm mà người Việt Nam mình làm nhiều, rồi ngược lại bây giờ đó là bên Hàn Quốc đồ mấy người kia nó thấy làm này ra tiền nhiều, người ta mở ra nhiều tiệm, rồi nó cạnh tranh nhau, nó là tình hình nó dài vậy. Mà bạn của anh là qua cũng mười mấy năm nay rồi, tính ra 14-15 năm nay là dành dụm, là được về đây mua được được hai sáu cái nền nhà, thì hai cái nền này là cũng là 6 tỷ mấy, ở trên kia 4 cái nền là cũng 3 tỷ mấy, trên kia rẻ hơn, nó là được 6 cái nền nhà rồi còn dư tiền nữa, rồi gửi trong ngân hàng cũng 300, được 300 ngàn nữa, 300 ngàn á, rồi xong rồi mới mốt mới đi về đây, mới cắt nhà trọ, cắt nhà ở, rồi cắt nhà trọ cho người ta thuê, rồi mở tiệm uống tóc đồ, dưới đem về được chiếc xe, nghe nói đem về chiếc xe vậy đó, là giống như không có miễn thuế gì nữa đó, nó là tính vậy đó, là mười mấy năm nay đó. Rồi nữa về đây nhưng mà hình như là có cái chuyện mà hai quốc tịch đó, thành ra là cũng để cái về làm bên đây làm nào ăn làm để bển cho con ở. Bạn anh ở Chicago thì nhờ ở bên đây, nhờ lúc đi cha mẹ đồ ở đây đó, rồi cũng không có người đó, rồi nhờ anh để thăm nuôi giúp đỡ, rồi nhà cửa rồi đi coi mua nền mua đồ giùm á, cất nhà cất đồ á, chỗ bạn bè thân tình, thì có cái là làm ở bển thì nó dư tiền vậy đó, nếu mà ở bên Việt Nam thì không làm dư được số tiền mười mấy tỷ lớn vậy đâu, làm cả đời người làm ăn cũng khó dư, từ doanh nghiệp lớn rồi người ta làm người ta dư, còn làm nghề rồi như anh hoặc là làm nghề tiệm muốn tóc này nọ thì cũng khó dư được cái số tiền mà mười mấy năm mà dư được 300 ngàn, rồi thêm 6 cái nền nhà, ở bển thì làm mà có điều kiện nó dư vậy đó, rồi về già thì hưởng già ở đây. nói chung Người ta gần như là 10 người, người ta hết 7-8 người, người ta làm về già đây Việt Nam để sống. Tôi cắt nhà cho mấy người Việt Kiều luôn rồi đó, họ về đây họ sống, nhưng có những người họ sống bây giờ họ không, họ lần nó lâu lâu họ về bển mấy tháng bên đây, mấy tháng ở bển, bây giờ họ bên đây luôn là tiền tiền lãnh lương nó chuyển qua đây luôn rồi đó, cái lương hưu luôn của người ta đó, bây giờ là có tình trạng đó, bởi người ta về Việt Nam nó cắt nhà nó ở, còn trẻ thì ở bển làm tài kiếm tiền, rồi ta về đây ta vẫn để con cái ở bển làm mấy cái tiệm vậy đó. Thôi anh vô ngủ nha em, với lại gì mà xin đi phạm thì chào nha, có gì vô cái vô cái nick Hòa Bình Trần, nói gì kết bạn thì nói chuyện rồi chơi cũng được, vô đây nữa thì tôi đồng ý kết kết bạn với ai đó, ừ, coi có đúng đúng phe mà đồng trùng trùng lý tưởng này nọ là kết bạn nha. Nó Hòa Bình Trần nó nghe, nếu mà kiếm tiền hay là già già chút đến 50-60 tuổi về Việt Nam, về Nam Định quê chị ở đi. 200 ngàn 300 ngàn thì về Việt Nam sướng hôm nay. Ok, ba em lát em nếu ấy em kết bạn đi, nữa có gì nói Messenger nọ đồ, có cần thông tin gì ở Việt Nam giờ sao sao thì nọ mình nói. Rồi chào nha, chào em trai, chào hết. Rồi. Anh Hòa Bình rất là hay, anh ấy có kiến thức, đó là anh hay đi du lịch chỗ này chỗ kia, đi nước này nước nọ, nói chung là anh có điều kiện. Em mất camera hết rồi chị Nancy Phạm ơi, chị ơi ok.
Vừa yêu cầu em mời chị lên nói chuyện chút cho vui, xong là đi ngủ. Chị còn làm. Chào Vương Lương, chào Hà Nhuận. Vâng, chế rồi, em cũng chuẩn bị đi ngủ đấy. Chúc chị đi làm may mắn và có một ngày gặt hái rất là nhiều thành công nhé. Chúc mọi người ở trong nước có một buổi tối ngủ ngon giấc. Ruby kết thúc cái live đây.